đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Đấy, lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn nhận hàng, kiểm tra công ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Bên em thì ship code toàn quốc luôn. Đấy, ship code toàn quốc, nhận hàng kiểm tra thanh toán từ 200 trở lên bên em sẽ bao ship. Đầu tiên thì em lên cho bác cái đuôi lò xo nhá. Đây nó sẽ là một cái con đuôi rất là tiện ích này. Đấy, thôi đừng bỏ cái này không quay. Rất là tiện ích luôn. Rất tiện ích luôn, thì ở đây nó sẽ là một cái đuôi như này, có cả công tác đóng ngắt này, về xoáy cho em cái đuôi bóng đèn đuôi E27, tức là bóng phổ thông, bóng nào cũng vừa hết nhá, đuôi E27 như này. Về nhà các bác chỉ cần xoáy vào cho em là xong. Đó, con này có thể điều chỉnh ngắt nghéo này, cắm ở đây cho em. Lên cho em là đuôi lò xo nhá, giá sẽ là 35k nhá. 35k trong cái đuôi lò xo như này. Rất tiện ích luôn, 35.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái lọ keo dán giày nhá, keo dán giày. Giá sẽ là 20.000 cho một lọ keo dán giày như này nhá. 20.000 đúng không? 15.000 cho một lọ keo dán giày này nhá. Giá rất rẻ luôn các bạn, 15.000 cho một lọ keo dán giày như này. Đấy thì các bác có thể dùng để mình dán giày, dán dép, dán các cái sản phẩm đồ nhựa đồ nhiếc cũng ok hết nhá. Đấy, nó sẽ là dòng keo keo trong và nó là dòng keo, nó gọi là nó khô chậm, cho nên là khi mình dán giày, dán dép rất là ok luôn. Đấy, giày dép bị bong chốc các bác dán cái này cho em. Đấy, giày dép thì thường nó cũng hay bị bong rất là nhiều, thì các bác dán này cho em rất là ok luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp và dung tích của nó là 60ml nhá. Lên cho em là keo dán giày, giá sẽ là 15k cho một típ như này nhá. 15.000 cho một típ keo dán giày như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con súng thư giãn nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con súng như này. Các bác dùng để mình thư giãn massage rồi đa di năng luôn. Ở đây thì sẽ là kèm cho các bác là bốn cái đầu massage. Chất liệu của súng thì bên trong là quận dây đồng hết nhá, và có kèm các bác bốn cái đầu massage này, các bác chỉ cần cắm vào cho em xong này. Khi bật thì mình giữ lìn cho em nhé, giữ lì cho em. Đấy, sau đó thì mình tăng cấp độ đây. Nó sẽ có 6 cấp độ tất cả nhé. 6 cấp độ tất cả các bác này. Đấy, con này thì nó hết pin rồi. Đấy, con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em nhé. Đấy, con này thì hàng vận chuyển về nó để lâu nó hết pin rồi nhá. Đây, một cáp sạc này, 4 đầu massage này. Đó, giá thì chỉ có 170 cành thôi. 170 cành cho một con súng massage như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá, súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000. Đây, nó hình khẩu súng như này. Đó, hình khẩu súng như này cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170k. 170k một con. Hàng này thì rung cực kỳ là mạnh luôn. Đấy, nó rung rất là mạnh thì các bác dùng nó rất là đã. Đó, có kèm cáp sạc các thứ đầy đủ hết cho các bác luôn. Đấy, về nhà mình chỉ việc sử dụng thôi. Con nào hết pin thì về nhà các bác sạc pin vào cho em này. Đấy, đây. Các bác đẩy cho em lên. Rung 6 cấp độ luôn. Đấy, này. Rất là mạnh luôn. Thì các bác có thể dùng để bát xa các cái bó cơ này, bắp tay bắp chân các bác này. Đấy, dùng rất là mạnh luôn nhá. Đấy, bác thấy không? Đấy, và dây của nó thì quận dây đồng, khi bật thì tắt, khi tắt bật thì giữ lì cho em. Còn con nào các bác nhận mà nó hết pin thì các bác sạc pin vào cho em. Hàng thì em bảo hành lỗi một đổi một trong vòng 10 ngày, các bác cứ sử dụng cho em trong vòng 10 ngày, lỗi em đổi mới cho bác. Đây, motor quấn bằng đồng hết này, động cơ không chổi than nhá, 170.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái găng tay làm vườn nhá. Nó có màu đen, màu xanh, màu ghi, nó có mấy màu như này. Các bác chuyên dùng để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, trồng rau rồi đa di năng luôn. Thì bên shop bán theo combo nhá. Các bác mua lẻ thì nó sẽ là 4 đôi là 5 đôi 40.000, còn mua một bịch này là 12 đôi là 70.000 thôi. 12 đôi là 70.000. Hàng thì cực kỳ là ôm luôn, chất liệu của nó là sợi của nó là sợi len và dệt của nó là nó dòng dệt 4D. Dệt 4D, dệt 5D cho nên nó cực kỳ là thoáng khí này. Có cái vần cao su non này, các bác cầm nắm khỏi trơn trượt này. Con này thì các bác dùng đa di năng luôn, có thể dùng để mình làm găng tay đi ngoài trời mùa đông này, cho nó khỏi rét này, khỏi băng giá này, hoặc là dùng trực tiếp để mình làm vườn, cuốc đất, nhặt cỏ, làm thợ cơ khí, rồi nói chung là đa di năng được luôn. Một bịch như này bao gồm là 12 đôi nhá. 12 đôi là 70.000. 70k trên 12 đôi luôn. 70k trên 12 đôi nhá, 12 đôi. Đấy, còn lại là mua 5 đôi thì sẽ là 40k nhá. 40.000 trên 5 đôi. Đó, 5 đôi là 40.000. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái con cặp lồng điện nhá. Dung tích của nó là 2 lít. Đấy, thì nó sẽ có 2 tầng và có 4 cái âu như này. Bình thường nếu mà bây giờ các bác mua cho em một cái âu inox này, một cái âu inox sáng đẹp như này, đã phải mất đi là vào khoảng là 3 đến 40.000 cho một cái âu inox đẹp như này. Đấy, đẹp như này là phải 3 đến 40.000. Thế mà đây bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Chỉ có cho các bác là 180.000 cho một cái bộ như này, bao gồm là 2 tầng nhá, 2 tầng có 4 khay tất cả này. 4 khay 2 tầng, dây cắm điện các thứ đầy đủ, công tắc tắt bật,
dùng để nấu cơm, hấp cơm thì nói chung là đa tính năng được hết luôn, rất là đẹp các bạn. Đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng rất chất lượng, giá cực tốt luôn. Cái này nó có quai sách như này, các bác dùng để mình mang đi công tác, đi học, đi làm, đi các nơi đều được nhá. Rất là chắc chắn các bạn, cầm nó rất là chắc chắn luôn. Dung tích của nó là 2 lít và công suất là 200W nhá. Cắm cơm, nấu cơm, các thứ đều ok hết này. Đây, đây là cái hình minh họa của nó này. Đấy, cơm rồi ăn lẩu rồi nói chung là đun nấu canh kiếc đều được hết. Giá thì sẽ là 180.000. Lên xem là cặp lồng điện nhá, cặp lồng cắm điện trực tiếp luôn, cho nên bên em gọi nó là cặp lồng điện. Giá sẽ là 180k. Đó, bỏ tranh mấy cái món này. Tiếp theo thì lên shop về cho bác Phương. Về cho bác cái nồi chiên ngập dầu nhá, nồi chiên ngập dầu. Đấy, hàng tráng đá như này. Hàng tráng đá này các bạn này. Đấy, ba cái món này. Với lại cả cái hô chân luôn. Nồi chiên ngập dầu như này. Đấy. Ừ. Một con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100.000 trong cái nồi chiên ngập dầu như này. Con này rất là tiện các bác chiên nem này, chiên tôm này, nói chung là các cái dòng mà cần phải chiên ngập dầu, khoai tây với điếc chiên ngập dầu thì các bác đổ vào đây cho em. Đấy, đường kính của nó là 20 cm, hàng nội địa của Nhật. Đấy, tráng đá chống dính, đường kính 20 cm. Đấy, cái vỏ của nó đây các bác này. Đấy, hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp luôn, đường kính 20 cm nhá. Đấy, lên cho em là chảo ngập dầu, chảo chiên ngập dầu nhá. Chảo chiên ngập dầu, chảo chiên ngập dầu, ngập dầu giá sẽ là 100k thôi. 100.000 cho một em như này. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng, giá siêu tốt luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ 5 khay inox siêu mỏng nhá. Đấy, bộ này bao gồm 5 cái. Đấy, có nắp hết nhá, cái nào cũng có nắp của cái đấy luôn. Đấy, một cứ một khay một nắp nhá, một khay một nắp. Con to nhất thì đường kính vào khoảng là 18 đến 20 cm. Đấy, còn con nhỏ nhất thì đường kính vào khoảng là 10 cm. Đấy, thì hàng nguyên đai nguyên kiện như này. Về các bác có thể đựng thực phẩm, đựng thức ăn vào đây rất là ok luôn nhá. Đấy. Thì khay nào nắp đấy, cứ khay nào nắp đấy, nó sẽ có cho các bác là 5 khay. 5 cái khay luôn. Đó, các bác đậy như này. Mình bỏ đồ ăn sống, đồ ăn chín bỏ vào tủ lạnh. Đấy, kích thước của nó thì từ 18 đến 10 cm. 18, 16, 14, 12, 10, 5 cái nhá. Bộ 5 khay inox siêu mỏng này. 5 khay inox siêu mỏng. 5 khay inox siêu mỏng giá sẽ là 50k nhá. 50.000. 50.000 cho 50 khay inox siêu mỏng như này. Tính ra chỉ có 10.000 chiếc thôi. Giá rất tốt cho bác luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái củ sạc đa năng. Đấy, đây nó sẽ là một cái củ sạc điện thoại đa chức năng như này. Đấy, bao gồm là dây cắm và một cái củ như này. Nó sẽ có cho các bác là hai chân tai C và hai chân sạc nhanh của USB. Đấy, các bác dùng để mình có thể là sạc đa chức năng. Đấy, sạc cắm sạc cho các loại điện thoại. Dòng này thì công suất là 20W của iPhone 14 Pro Max này. Giá sẽ là 80.000 nhá. Bỏ sang kia mài ba khe. 80k. Lên cho em là củ sạc đa năng. Củ sạc đa năng giá sẽ là 80k nhá, 80.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mài dao. Thì đầu tiên nó sẽ là một con mài đầu bếp này. Hàng này nó sẽ là hàng rẻ. Giá thì chỉ có 40.000 thôi nhưng mà mài cũng rất là ngon luôn. 1 2 3. Đấy, nó sẽ có 3 khe như này, các bác mài từ số 1 đến số 3 cho em. Các bác cứ kéo đi kéo lại như này cho em từ 5 đến 10 lần cho một bên, một lỗ. Đấy là sẽ có 3 cái khe này là các bác kéo đi kéo lại cho em là dao nó sẽ bén thôi. Giá thì sẽ là con mài đầu bếp thì con này lên cho em là mài đầu bếp nhá, mài đầu bếp. Mài đầu bếp, con này chuyên dùng cho đầu bếp mà. Mài đầu bếp giá sẽ là 40k một chiếc, 40.000. Còn bên shop sẽ có cho các bác một con mài cao cấp hơn. Thì con này các bác lên cho em là mài ba khe. Đấy, mài ba khe. Đấy, hàng của thương hiệu Katashiwa Made in Japan. Đó, con này thì nó sẽ là hàng cao cấp của Nhật và giá sẽ là 130.000. Lên cho em là mài ba khe đỏ nhá, mài ba khe đỏ. Giá sẽ là 130k nhá, 130k. 130.000 cho mấy em mài ba khe đỏ như này. 130.000. Katashiwa Made in Japan cũng có ba cái đường mài như này. Đó. Ngoài ra thì bên shop sẽ có cho các bác một cái con máy mài dao. Máy mài dao đây. Thì đây nó sẽ là một con máy mài dao để các bác chuyên để mình mài dao bằng máy, nó rất là tiện. Đấy, cắm điện này cho em, bật công tác lên. Có cả máy mài nhá, cái viên đá này nó xoay và đưa dao vào khe này, còn kéo thì các bác đưa vào cái khe trên này cho em. Và đây là mài bằng viên đá. Con này thì giá sẽ là 80.000 thôi. 80.000 cho một con máy mài dao như này. Rất tiện luôn. Đó.
Ngoài ra thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm con máy mài dao này thì sẽ là 80k nhá. Con này dùng bằng máy nên là lên cho là máy mài dao. Cái chai xịt chống hôi chân 35.000 một chai. Đấy, thì nó sẽ là thuộc cái dạng 35.000 nhá. Đó thì các bác xịt trực tiếp lên phần chân này, hoặc là giày tất các bác bị hôi thì các bác xịt trực tiếp lên tia. Đấy, ví dụ như là bàn chân này. Đấy, các bác xịt trực tiếp lên tia. Giày tất hôi các bác xịt trực tiếp lên cho em. Đấy thì nó sẽ khử khuẩn này. Đấy và đánh tan các cái mùi hôi chân rất là tốt luôn. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp. Lên cho em là xịt hôi chân 35k. Xịt hôi chân giá sẽ là 35.000 các bạn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con lọc rác inox này. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đó, đây nó chính là con này này các bạn này. Đấy. Thì con này khi mà các bác dùng ấy nó sẽ không bị tắc. Đấy, nó không bị tắc thì các bác dùng nó rất là tiện. Đấy, con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 15k nhá. 15k cho một con lọc rác inox như này. Đấy. Khi mà các bác dùng con lọc rác truyền thống thì nó hay bị tắc và rác nó sẽ động cạn lại đây. Mọi người lọc rác bồn là bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắc một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đấy, đây, nước nó chảy rất nhanh, không tắc, không bị động bẩn và lấy ra vệ sinh cũng rất là dễ. 15.000 cho cái lọc rác inox như này. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Và đây là các cái mã số điện thoại chính của bên em, ba số bao gồm Zalo, Zalo và tin nhắn các bác nhá. Các bác có thể Zalo hoặc là tin nhắn hoặc gọi điện trực tiếp tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship dưới 200 các bác ưu ái cộng thêm cho em 30.000 để ship nữa là ok, em sẽ đi đơn. Sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái bộ dao sói nhá. Bộ này thì giá thì rất là sinh viên, chỉ có 100.000 cho một bộ dao như thôi. Lên theo là bộ dao sói nhá, giá sẽ là 100.000. Đấy, ở đây thì em sẽ có cho các bác bao gồm cho các bác là rất là nhiều các cái chi tiết luôn. Nó sẽ có cho các bác hẳn tới là 4 con dao nhá, 4 con dao. Đây. Đấy, nó sẽ có cho 2 con mũi nhọn này. Đấy, 2 con mũi nhọn này, rất là bén luôn nhá. Đó, đây. Dòng mũi nhọn này. Dao này thì rất là dài, toàn trên 30cm, tất các bác có thể dùng để mình bổ hoa quả các thứ đều ok hết nhá, rất là bén luôn. Đó, đây. Đấy, có tới cho các bác là 4 con dao này. 4 con dao. 4 dao. Đấy, 4 dao ok chưa? Đó. Một cái kéo và một cái nạo. Kéo này thì các bác dùng để cắt gà, cắt cá này, khui bia này, mở nắp chai này, kẹp cua ghẹ này, một cái nạo này. Đấy. Combo cho các bác bao gồm cho các bác là 6 món mà giá thì chỉ có 100.000 thôi. Tính ra như vậy là các bác mua đâu đó nó chỉ vào khoảng là 35, 45, 45, 60, 6, 15, 90. 6, 15, 90 như vậy là các bác mua chỉ có mất có 15.000 này. 15.000 chia cho 4 món này. Cộng với lại còn 10.000 mà 10.000 chia cho 6 món nữa. 10.000 chia 6 món nữa là mỗi món mất 1.000 rưỡi nữa. Mỗi món mất 1.000 rưỡi nữa. Đấy. Tức là vào là 16.500 cho một món như này. Đấy, 16.500 cho một món như này. Đấy. 35, 45, 45, 60, 65, 90. Đấy, giá sẽ là 100.000 các bác nhá. 100.000. Rất rẻ cho các bác luôn. Đấy, em cũng không biết tính nhẩm đâu, em chỉ biết tính nhanh thôi. Đấy, giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k. Đấy. Lên cho em là dao sói nhá, dao sói. Giá sẽ là 100.000. Đó, rất rẻ mạt các bạn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ đây. Lên mã giúp cho em đây. Em lên tiếp cho bác một con dao các bác dùng để mình thái thái hoa quả, nấu đồ ăn, gọt hoa quả đều được hết. Thì lên cho em là dao lượn sóng nhá. Con này trước đang bán là 40.000. Riêng hôm nay thanh lý cho các bác giá chỉ còn là 20.000 thôi. Bán được con nào chưa? 20.000 cho một con dao lượn sóng như này nhá. Thanh lý lộ xả lỗ cho các bác luôn. Tri ân khách hàng. Lên cho em là dao lượn sóng nhá. Giá sẽ là 20.000. Thanh lý cho các bác. Con này thì chiều dài của nó thì nó sẽ vào khoảng là hơn 20cm. Đó. Phần bản lưỡi thì vào khoảng 3cm. Và phần lưỡi thì vào khoảng là trên 10cm. Đấy. Và dao thì khoảng 25cm. Rất là ngon luôn. Dùng để gọt hoa quả ngày Tết ngày nhất. Hoặc các bác dùng ngày thường. Các bác thái đu đủ, thái khoai tây rồi các loại của rau củ quả mình thái nó có lượn sóng, có hoa văn thì trông nó cũng đẹp hơn, bắt mắt hơn. Về nhà trồng nó cũng đỡ mắng chửi hơn các bác nhá. Đó.
Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 thôi. Lên cho em là dao lượn sóng giá sẽ là 20.000 nhá. Tiếp theo thì một cái con siêu phẩm cho anh em các bác dùng để sửa chữa lặt vặt trong gia đình. Đấy. Thì các bác lên cho em là bộ V46. Bộ này bao gồm cho các bác là nôm na nó là vào khoảng là 46 chi tiết. Đấy, còn lại thì nó có thể là nhiều hơn ít hơn một chút. Thì các bác cũng thông cảm, nó có tất trong này thôi chứ còn em cũng chả thêm chả bớt được. Đấy. Cái giá của nó thì nó rất là rẻ, giá chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. 130.000 cho một cái bộ sửa chữa như này. Đấy, hàng sẽ bao gồm cho các bác là một tay công này. Một tay công xoáy nhanh các bác nhá. Con này vừa là tay công vừa giúp xoáy nhanh được luôn. Đây. Các bác có thể lắp trực tiếp các cái đầu vít này vào. Đấy. Có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn, rất tiện ích các bác nhá. Đấy, xoáy nhanh, đảo chiều các kiểu con này đều được luôn. Ngoài ra thì các bác có thể sử dụng là một cái con tay nối dài như này, con tay vít như này. Đấy, các bác lắp vào cho em. Mình sử dụng trực tiếp này. Đấy, dùng vít viếc này, rất là ok nhá. 130.000, ôi giời ôi luôn các bác nhá. Đó, chỉ có 130.000 thôi. Giá quá rẻ luôn, các bác có thể mua để mình sử dụng sửa chữa lặt vặt trong gia đình nhà mình. Đầu đầu lục giác thì sẽ là từ 4 đến 14 này. Đầu vít thì nó sẽ có là vít cộng vít trừ đầy đủ nhá. Lục giác hoa thị này, tay công tay nối dài này và có cả tay ngoắt nghéo cho các bác luôn. Đấy, combo cho các bác. Giá thì sẽ là 130.000. 130.000 cho cái bộ này. Đấy, rất hợp lý thôi các bác nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là bộ V46, giá sẽ là 130k. V46 này, 130.000 đây. Đấy, V46, V46, 130k, siêu rẻ luôn. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái giấy lau kính nhá. Đấy, một túi như này sẽ bao gồm cho bác là 10 chiếc. 10 chiếc, kích thước của nó là khoảng 35 x 35. Đó. Giá thì sẽ là 50.000. Giấy này của nó thì chuyên dùng để lau kính, không để lại vết, thấm nước cực kỳ là tốt luôn. Đấy, chuyên lau kính, lau các cái bề mặt kính như là bếp từ, bếp ga, rồi các cái bề mặt kính như là cửa kính, nói chung là đa di năng luôn, bàn kính, các cái thứ mà liên quan đến đồ bóng, các bác lau là không để lại vết cho em luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá cực kỳ là tốt luôn. 50.000 cho một bịch như này bao gồm 10 chiếc, tính ra chỉ có 5.000 một chiếc thôi nhá. Lên cho em là giấy lau kính, giá sẽ là 50.000 nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con đèn quạt nhá. Đèn quạt thì sẽ bao gồm cho các bác là cả đèn cả quạt tổng hợp ở đây luôn. Đó, cả đèn cả quạt tổng hợp ở đây. Thì các bác dùng nó rất là tiện đây, cả đèn cả quạt như này, rất là tiện luôn này. Đấy, kéo lên thì nó sẽ có cho các bác là một cái đèn. Đấy, và các bác có thể bật quạt trực tiếp được luôn. Đấy các bác này. Gió nó kêu ù này là các bác biết cái độ mạnh của nó rồi. Đó, dùng được đa di năng, cả đèn cả quạt luôn. Có tấm pin sạc năng lượng mặt trời. Đây, đang sạc này các bác này, đang sạc đây em che cái tấm pin thì nó sẽ tối này, bỏ ra nó sẽ lại sáng này. Đó các bác thấy không? Đây. Đấy, đây nhá, sáng trưng này. Đấy, che đi nó tối này. Đấy. Thì có cáp sạc cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là đèn quạt nhá. Giá chỉ có 100.000 thôi, có đầu cắm sạc này, cắm trực tiếp điện 220V. Cái quạt này các bác có thể dùng chạy liên tục cho em từ 3 đến 5 tiếng nhá. Lên cho em là đèn quạt này, đèn quạt giá sẽ là đèn quạt bão này, đèn quạt bão giá sẽ là 100k tròn nhá, 100k tròn. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt của Hàn Quốc. Một bịch này 10 chiếc em bán combo là từ 3 chiếc trở lên. 20.000 3 chiếc và cả bịch này chỉ có 60.000 thôi cho 10 chiếc luôn. Kích thước của nó sẽ là 30 x 50 nhá, một chiều 30, một chiều 50. Các bác có thể dùng để thứ nhất là dùng để rửa mặt này, thứ hai là các bác dùng để vệ sinh này, lau nhà, lau cửa, lau bát, lau đũa, lau bàn, lau ghế này. Mua cả bịch này luôn, mình dùng rất là nhiều chức năng. Tết nhất ăn cơm, ăn nước, ăn cỗ, ăn bàn các bác có thể bỏ ra cho khách mình dùng. Mỗi người một chiếc luôn, rất đẹp, rất tiện ích. Lau vừa sạch vừa vệ sinh. Đấy, bảo vệ môi trường. Lên cho em là khăn mặt nhá. 20k là bằng 3 chiếc và 60k là sẽ là bằng 10 cái nhá. 60.000 bằng 10 cái. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá. Đây nó sẽ là 5 cái đĩa tròn như này mà giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 thôi. Đấy. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này. Giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Bỏ tranh cái đài với cái giấy cái đấy ra đây. Cái giấy lau giày. 120.000 cho 5 cái đĩa tròn như này. Hàng khá là dày dẫn các nhá, khá là dày dẫn chứ không mỏng đâu. Đấy. 120.000 5 chiếc, như vậy là các bác sẽ có cho các bác em chiếc to nhất là 24 cm. Chiếc nhỏ nhất thì nó vào khoảng là 13 14 cm. Đó đây, 5 chiếc như này các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín,
được hết các bác nhá. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá, 5 đĩa tròn này. Giá thì cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 120k trên 5 cái đĩa như này. 2 năm là 10, như vậy là mất có 12.000 à. Đúng không nhỉ? Mất 20 mấy nghìn đấy. 20 mấy nghìn thôi, 22.000. 24.000 gì đấy các bác nhá. Đấy, các bác lấy máy tính các bác chia cho nó nhanh, cho nó chính xác ra PPP bao nhiêu luôn, 3 phẩy bao nhiêu đấy. Thì em rút toán lắm các bác. Đấy. Thì 5 cái đĩa như này mà giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy. 22.500. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con đài FM của Nhật nhá. Đấy. Con này thì hàng đời mới sẽ có thêm cho các bác cái tính năng là đồng hồ luôn nhá, tính năng đồng hồ và kèm thêm cho các bác là một cái cáp sạc như này. Hàng chạy bằng pin 18650, con này bên em đang bán là 30.000 một viên, có kèm cáp sạc đây. Đấy, rất tiện ích luôn nhá, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đã có sẵn pin rồi, các bác sạc pin và mình dùng cho em. Mỗi lần sạc thì từ 2 đến 3 tiếng này. Đầu tiên các bác bật nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì các bác bắt đầu là để cho em chức năng là đài FM này. Con này nó có thể bắt MP3 rất là ngon luôn nhá, các bác có thể dò để Bluetooth nhá. Sẽ giảm nguy cơ bị thương cho người ngồi hàng ghế sau lên đến 75%. Quỹ Phòng chống thương vong châu Á phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo với sự đồng hành của hãng ô tô Chevrolet khuyến cáo đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khi đi xe ô tô, bạn nên lắp thêm ghế chuyên dụng cho trẻ dưới 12 tuổi hoặc thấp hơn 135cm. Luôn để trẻ ngồi ở hàng ghế sau và thắt dây an toàn cho trẻ, đồng thời không để trẻ ở lại một mình trên xe. Đó, đấy thì rất là đơn giản nhé. Các bác vừa nãy được nghe đài lại còn vừa được nghe các cái thông tin mà em gửi đến các bác nhé. Đấy, bác nào đi ô tô thì cho các em nó thắt dây an toàn vào nhé. Đó, con này thì giá sẽ là 260 cành. Ở đây các bác về tháo cái cao su thì ra cho em này. Cái cao su nó cản pin này. Đấy, là đồng hồ chạy bình thường nhá. Rất đẹp này. Chiều dài thì khoảng 20cm, chiều cao khoảng là 13-15cm và chiều rộng khoảng 10cm. Các cái phần kết nối bao gồm là cắm nghe nhạc này, USB thẻ nhớ này. Đấy, nghe đài này và các bác có thể dò trực tiếp để nghe MP3 và Bluetooth nhá. Nhưng em bán thì chức năng chính là đài thôi, còn em giới thiệu nhắc nhỏ các bác là nghe Bluetooth cũng rất hay, nhưng mà em không có giới thiệu ở đây. Về nhà các bác tự dò, không đến lúc các bác nhận đài các bác không dò được các bác lại ý kiến nó mất công. Đấy, nhưng mà nghe hay lắm các bạn. Giá thì sẽ là 260.000, bên em bao ship đến tận nhà, bảo hành lỗi đổi mới trong vòng 10 ngày cho các bác luôn. Sử dụng thoải mái, lỗi cái gì em đổi mới cho các bác luôn. Lên cho em là đài FM Nhật nhá. Đài FM Nhật này. Giá sẽ là 260 cành. Đấy, em vừa dò tiếng đài nghe nó hay như tiếng đài FM các bạn. Đó. Tiếp theo là bên shop về cho các bác một dòng sản phẩm, đó là cái giấy lau giày nhá. Con này thì em bán rất là nhiều rồi, cuối năm rồi các bác mua về mà dùng. Nó rất là tiện. Đấy, giặt giày nhiều mà giày nồm ẩm như này giặt là hỏng hết giày luôn. Đấy, các bác dùng con giấy này cho em cho nó tiện nhá. Đó. Đây. Đấy, một cái tờ như này. Đấy, một bịch này thì từ 30 đến 40 tờ. Đấy, thấp nhất là được 30 tờ. Đấy, đây ví dụ cái dép nó đang bẩn như này nha, em mô phỏng em đánh đi cho các bác xem này. Đấy, đây đôi dép Beatit nghìn lỗ của em nhá, rất là bẩn như này, đây em sẽ đánh đi cho các bác xem này. Đấy, các bác thấy không, đây đấy, rất là bẩn luôn nhá. Các bác có thể xem để tời lại trước và sau video nhá. Đó, đây thì các bác dùng một miếng này cho em này đánh này, sau đó thì nếu mà các bác nào có thời gian thì mình có thể để từ 3 đến 5 phút đấy, sau đó các bác đánh lại, còn nếu không các bác có thể đánh hoặc lau đi luôn cũng được. Thực ra thì nếu mà giày vải, giày riếc mà nó bị ướt một tí cũng không ảnh hưởng gì, nó sẽ khô thôi. Chứ không phải là các bác ngâm nước, cho nên là cũng rất là ok thôi. Đó, các bác đánh sạch đi như này cho em. Sau đó thì mình dùng khăn khô mình lau đi cho em. Khăn khô mình lau đi cho em. Đó, thám ra lấy anh cái khăn nào. Lấy cho anh đi. Đấy, dùng khăn khô mình lau đi cho em. Đấy, em mới đánh có khoảng 30 giây thôi nhá. Mà đã sáng bóng đẹp luôn. Đó, thì sau đó các bác dùng khăn khô mình lau đi cho em. Đấy, sẽ sạch luôn coi nhá. Đấy, sạch luôn. Đây, đây các bác này. Đó. Thực tế luôn nhá, sử dụng thực tế luôn, không các bác cứ bảo mày cứ đưa video lên nó hiu hiu còn vượn. Đây. Đấy, hai chiếc khác nhau hoàn toàn các bác này. Đây. Đấy nhá, sáng bóng đẹp luôn, các bác thấy chưa? Đó, sạch lên tới 80% luôn. Thì giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này. Đấy, lên cho em là giấy lau giày 20k cho một hộp như này nhá. Và mua 3 hộp thì sẽ là 50.000, 3 bịch sẽ là 50.000. Tiếp theo thì cuối năm rồi, các bác dùng cái này để mình đánh tẩy xoong nồi đa di năng cho em luôn. Đấy. Thì đây nó sẽ là một cái dòng tẩy xanh nhá, tẩy xanh để chuyên tẩy xoong nồi các bạn. Con này tiện lắm, về nhà các bác xoong nồi hoặc là vành bánh ô tô, thân ô tô bị bẩn, bị chảy xước các bác đánh cho em là hết luôn. Đây, đây nó sẽ là thuộc cái dạng là kem như này, kem như này các bác
bôi cho nó ướt ướt đồ cho nó, thì các bác đánh cho xoa lên đều lên, sau đó thì các bác đánh thì em là xong. Giá sẽ là 25k nhá. Đấy, lên cho em là tẩy xanh 25.000, đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác nhá. Như quảng cáo không mọi người, cùng mình thử nhá. Tiện cái chảo của mẹ mình đang bẩn thế là mình mang ra dùng luôn. Theo hướng dẫn sử dụng thì mọi người chỉ cần làm ướt chảo và bôi cái kem lấy lên cái phần cần làm sạch, sau đó dùng cái búi rửa bát và trà trong vòng 2 đến 3 phút rồi xả qua nước, và đây là kết quả. Uầy, nó sạch thật sự luôn, mọi người thấy cái sự khác biệt giữa hai bên không? Đây, mình sẽ làm sạch hết cả cái chảo này cho mọi người thấy sự thay đổi thế nào nhá. Kiểu không ngờ cái này lại công dụng tốt như vậy ấy. Cái chảo ấy trông nó mới ra bao nhiêu phần liền. Uầy, cái kem tẩy xong đấy, rồi rất là tiền luôn nha. Đấy, cuối năm thì bên shop về cho bác cái lô mũ các bác này. Đấy, mũ nồi rất là đẹp luôn. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá nó là 100.000 các bạn. Đây, các bác có thể mở ra như này. Đấy, em sẽ đội thực tế cho các bác xem luôn nhá. Đó. Con này thì giá rất là hợp, có thể đội lên trực tiếp này. Đấy, anh em thấy chưa, các bác thấy không? Nó rất là tuyệt vời luôn. Đây, các bác có thể cho ôm tai hoặc là cho gập lên như này. Đây. Đấy thì cũng gửi lời chào, lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các bác nhá. Đó, đây các bác này. Đó, các bác thấy không? Đây. Em đang tuổi 30 mà em đội vào nó giống như là tuổi 60 luôn các bác nhá. Đó, đây, các bác thấy chưa? Rất chất chơi luôn. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể là mở cái phần này ra, trời rét thì mở cái phần này ra cho em để mình cụp nó xuống này. Đó, các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá, che hết vành tai luôn. Cực kỳ là ấm luôn nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một con mũ này thôi. Chất liệu của nó thì rất là mềm nhá, da rất là mềm. Đấy, dùng thì rất là thích. Giá cả hợp lý cho các bác sử dụng. Đây, giá rất hợp lý thôi, chỉ có 100.000 cho con mũ nồi này thôi nhá. Rồi, xin chào các bác. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Vấn nhá. Hôm nay thì bên shop cập nhật các cái mã hàng đồ cổ, đồ đồng. Đấy, đồ đồng mạ vàng rất là đẹp để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trúng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đấy thì bên shop về một số các cái mã đồ đây rất là hay và đẹp. Sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là các số hotline của bên em này, các bác có thể liên hệ theo cái sản phẩm hotline này các bác nhé. Đó thì đầu tiên em sẽ lên cho bác đó là cái chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên chén mạ vàng như này. Đấy, chất liệu thì bằng đồng và mạ vàng các bác này, bằng đồng mạ vàng rất là đẹp luôn, các bác thấy không? Đấy, các bác có thể dùng để mình decor trang trí này, hoặc là dùng để sử dụng trực tiếp pha trà các thứ rất là ok. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một chuyên này, một chuyên 6 chén như này. Đấy, một chuyên 6 chén này rất là đẹp luôn nhá. Mạ vàng 18 carat nhé, mạ vàng 18 carat, và có cho các bác một cái đĩa như này. Đấy. Bộ này thì các bác lên cho em là bộ chuyên mạ vàng nhá, bộ chuyên mạ vàng. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 450.000 cho một cái bộ chuyên mạ vàng như này nhá. 450.000. Đây, một con chuyên đây. Đấy, và tổng của nó sẽ có cho các bác là 6 chiếc chén như này, 6 chén đây, rất đẹp luôn. Đấy, mạ vàng 18 carat rất là đẹp này. Các bác có thể mua về để decor trang trí này, bày biện này, hoặc là mình sử dụng trực tiếp để mình uống trà, uống rượu đều ok hết nhá. Đấy, nó có tới 6 cái chén luôn. Bộ này thì tết nhất các bác dùng để mình tiếp khách thì rất là sang xịn mịn luôn. Đó. Giá thì sẽ là 450.000 nhá. Các bác lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên mạ vàng nhá. Đấy, lên cho em là chuyên mạ vàng này. Chuyên mạ vàng. Giá của nó sẽ là 450k nhá. 450.000 cho cái bộ chuyên mạ vàng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái bộ chuyên nữa, đó là cái bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia. Đấy. Bộ này thì sẽ là 700.000 tròn. 700.000 tròn, bộ này thì nó sẽ là to hơn. Đấy, đây cái chuyền của nó rất to như này. Con này thì của nó thì nó sẽ là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng này. Đấy, rất là đẹp cho các bác luôn. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn. Con này thì rất là to, chiều cao của nó thì vào khoảng 25 cm, chiều rộng của nó thì gần 20 cm, và nguyên cái phần bầu này thì chắc phải trên 10 cm. Đấy, lên cho em là bộ chuyền hoàng gia nhá, rất là đẹp luôn. Hoa văn hoa lá này, có đính ngọc nghiếc các thứ này, rất đẹp nhá. Đấy thì sản phẩm sẽ bao gồm một chuyền này, và cũng cho các bác combo bao gồm 6 cái chén như này. Đấy, 6 cái chén như này nhá. Đấy, hợp kim mạ đồng rất là đẹp luôn, và có một cái đĩa này, một cái đĩa như này, rất đẹp nhá, hoa văn hoa lá cành, nói chung là chấm hết luôn. Đấy, giá sẽ là 700.000 cho cái bộ chuyên như này. 700.000 cho nhá. Đấy, 700.000 cho một cái bộ chuyên như này. Đây, chất liệu của nó thì bằng hợp kim mạ đồng nhá, cực kỳ dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá, bộ chuyên hoàng gia này. Đấy, biểu tượng cái này như kiểu là của điện Kremlin của Nga này. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, rất tuyệt vời luôn. Lên mã giúp cho em đó là bộ chuyên hoàng gia nhá. Giá của nó sẽ là, lên cho em là chuyên hoàng gia này. Chuyên hoàng gia.
chuyên Hoàng Gia. Hoàng Gia giá của nó sẽ là 700k nhé, 700k. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ chuyên chén bằng đồng này. Đấy, các bác lên cho em là bộ chuyên chén bằng đồng. Bộ chuyên chén đồng này thì giá của nó sẽ là 400.000. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên như này, một cái chuyên như này các bác này. Đấy, rất đẹp các bạn, nặng, dày dẫn chắc chắn các bác này. Đấy, và rót riếc rất là ngon luôn. Và sẽ bao gồm cho các bác là combo là 6 cái chén như này nhá, 6 chén như này. Đó, đây. Cái này thì nó sẽ là hoa văn hình rồng phượng rất là đẹp luôn này. Đó, hình con rồng rất là đẹp luôn, hình rồng phượng. Đó, đây các bác theo. Đây, hoa văn rồng phượng rất là đẹp luôn. Đó, thì ở đây nó sẽ là một cái bộ chuyên 6 chén và một cái đĩa như này, một cái đĩa như này. Đó. Một chuyên 6 chén một đĩa như này, các bác có thể dùng để uống trà này. Đấy rồi uống các loại nước đều ok hết nhá. Đó, đặc biệt là uống trà khô. Giá thì bên shop đang gửi cho các bác một cái bộ chuyên Hoàng Gia chuyên chén đồng như này. Giá của nó sẽ là 400.000 nhá. Đấy. Các bác lên cho em là bộ chuyên đồng nhá, bộ chuyên đồng. Giá sẽ là bộ chuyên đồng này. Bộ chuyên đồng giá của nó sẽ là 400k nhá, 400k cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop còn một ít cái khay này nữa các bác này, một ít cái khay này nữa. Đó. Đây, nó sẽ là bao gồm là một khay hấp và một cái khay đựng như này bằng inox. Đấy, bằng inox nhá, một khay đựng này bằng inox này, kèm thêm một cái dàn như này. Cái này để các bác dán nem rồi dán thực phẩm thức ăn thì mình đựng cái này cho em nó rất là tiện. Đấy, con này đang bán bao nhiêu nhỉ? Con này thì em đang bán là 150 nhá. Đợt này về cho bác giá cực kỳ tốt luôn, chỉ còn 80.000 cho một cái bộ combo như này thôi. Đấy, 80k nhá. Lên cho em đó là khay dán nhá, khay dán thì sẽ bao gồm là một cái khay như này, một khay như này và một cái giá đỡ như này. Đấy. Lên cho em là khay dán nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Đấy, giá này là giá rất hạt rẻ cho các bác rồi. Giá rất hạt rẻ nhá, chỉ có 80.000 cho một cái bộ khay dán như này thôi. Giá rất là tốt các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái loại sản phẩm đó là cái ô tự động nhá. Đấy, ô nhặt tự động này. Thì nó về nó có màu đen màu nâu như này, màu đen màu nâu như này, rất là đẹp các bác này. Đấy, thì giá thì chỉ có cho các bác là 80.000 cho một cái ô nhặt tự động như này thôi. Con này của nó thì nó rất là dễ sử dụng thôi. Ưu điểm của nó là nó đóng mở tự động như là khi các bác dùng nó rất là tiện đây. Ví dụ các bác giở ra cho em này. Đấy, tháo ra này. Khi mà mình mở thì mình chỉ cần bật này nó sẽ đẩy ra các bác này. Đấy, bật này nó sẽ tự động nó đẩy bẩy ra. Nan thì nó sẽ là dòng nan kép 10 nan nhá, nan kép 10 nan. Và nó sẽ tự động đóng mở này. Khi các bác bấm vào thì các bác chỉ cần bóp này là nó sẽ đẩy vào này. Đấy, thì nó rất là tiện luôn. Thì khi mình sử dụng thì nó rất là tiện. Đấy, các bác chỉ cần đẩy vào này xem, sau đó thì mình gấp nó lại. Đấy, còn khi mở ra thì các bác chỉ ấn này nó sẽ mở này. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó, và khi thu vào thì các bác bóp này nó sẽ thu vào này. Rất là tiện luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là ô dù nhật nhá. Giá sẽ là 80.000 cho cái ô dù nhật như này. Con này bình thường nếu mà các bác mà mua ở ngoài cửa hàng ấy, nó phải bán cho bác khoảng 120 đến 150. Đấy. Bên shop bán giá chỉ bằng một nửa thôi, chỉ có 80.000 cho một con ô dù nhật như này thôi. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy, các bác theo. Đấy. Rất tiện. Đấy, các bác cho vào nó rất là gọn gàng luôn, mình có thể sử dụng để mình mang đi trên ô tô này, xe đạp, xe máy hoặc là bỏ vào trong vali đều được hết nhá. Chỉ dài khoảng 30 cm thôi. Ô dù nhật nhá, lên cho em là ô dù nhật này. Ô dù nhật giá của nó sẽ là 80k một chiếc nhá, 80.000 cái ô dù nhật như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác là sản phẩm đó là cái khay hấp bánh bao nhá. Đấy, khay hấp bánh bao. Thì con này các bác có thể vừa dùng để hấp bánh bao hoặc là đựng hoa quả đều ok hết này. Bên này đựng hoa quả này, đấy, hoặc là để hấp bánh bao này. Hàng bằng inox 304 cực kỳ dày dẫn nhá, hàng Việt Nam chất lượng cao nhá, qua theo đây. Rất tiện ích luôn. Đấy, và con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu khay hấp bánh bao này nhỉ? 50.000 cho một cái con khay hấp bánh bao này thôi. Giá rất hạt rẻ cho bác luôn, khay hấp bánh bao. Giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cốc tự khuấy này. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, pha các loại hạt đều ok hết nhá. Đó. Thì rất đơn giản thôi các bác. Chỉ cần là cho pin vào dưới đít này, sau đó thì mình bật lên là có cái viên nam châm từ trường ở đây nó sẽ tự khuấy cho các bác luôn. Thì rất là tiện. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một cái cốc tự khuấy như này nhá. Lên cho em là cốc tự khuấy. Đấy. Thì các bác chỉ cần là lắp pin vào đây. Đấy, nó sẽ có hướng dẫn lắp pin ở dưới đít này. Lắp pin sau đậy nắp lên là xong. Thì các bác có thể là pha trà, pha cà phê ở đây đều ok hết nhá.
cốc tự khuấy giá sẽ là 90k nhá, 90k đó. Tiếp theo thì mai bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái em còn một ít kia mã máy sấy tóc hàng thương hiệu Toshiba này. Máy sấy tóc hàng của Toshiba, công suất là 1800W, hàng của Toshiba nhá. Còn một ít cái mã này nữa, con này bên em đang bán là 120.000, hôm nay thanh lý nốt cho bác với giá đó là 70k nhá, 70k cho một con máy sấy tóc hàng Toshiba như này. Công suất của nó sẽ là 1800W nhá, 1800W. Đây chỗ này em chỉ còn nhiều đây thôi, chỗ này chắc là khoảng hơn chục cái thôi, hơn chục cái rồi các bác nhá. Đó. Giá thanh lý nốt cho các bác, giá cực tốt luôn. Giá của nó sẽ là 70.000 cho một con máy sấy tóc Toshiba như này. 70k các bác nhá. Đó. Còn hơn chục chiếc nữa. Em thanh lý nốt cho bác, công suất của nó sẽ là 1800W, điện 220V. Đây, có hai công tắc như này và có hai nấc nhá. Dây dài khoảng từ khoảng 1,5 m, dây là dây 0,75 nhá. Đó, đầy đủ thông số giác luôn, hàng của thương hiệu Toshiba, giá sẽ là 70.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái quạt ô tô nhá. Quạt ô tô thì con này các bác dùng để mình đấu nối vào cái cắm vào cái tẩu ô tô, hoặc là các bác dùng để đấu vào cái ắc quy cho em. Đấy, nhà nào bác nào có ắc quy 12V thì mình đấu cái phần dương là vào cái phần lõi trong này và phần âm là đây. Đấy, đấu vào cho em là xong. Đó, sau đó thì bật công tắc lên. Các bác có cái cục đổi nguồn mình có thể dùng trực tiếp ở dưới đất hoặc là cắm lên tàu ô tô đều ok hết nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000 cho một cái quạt ô tô như này. Con này thì có thể xoay 360 độ được luôn nhá, xoay 360 độ này rất là tiện luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt ô tô nhá, quạt ô tô. Giá thì sẽ là 130.000 nhá, 130k, 130k cho cái quạt ô tô như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá, bàn chải đánh răng. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đây nó sẽ là một con bàn chải như này, kèm cho các bác là một thân máy và bốn đầu bàn chải, một cáp sạc. Về nhà các bác dùng chuyên dùng để đánh răng cho em thì nó rất là tiện. Đấy. Đấy, bốn đầu bàn chải này bây giờ các bác đi mua một cái đầu bàn chải này mất 20.000 rồi. Đấy, bốn cái đầu bàn chải mất 80.000 đây mà mua cả máy cả đầu bàn chải như này mới hết có bao nhiêu? Mới hết có 60.000 thôi. Đấy các bác này. Cái này nó rung rất là mạnh luôn nha, rung rất là mạnh luôn. Và tần suất rung của nó sẽ là 32.000 vòng trên 1 phút nhá, 32.000 lần trên 1 phút. Rung rất là mạnh. Đấy, con này thì giá chỉ có 60.000 thôi cho một con bàn chải điện như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là bàn chải điện, giá sẽ là 60k một chiếc. 60k cho một cái bộ bàn chải điện như này các bác nhá. Đó. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Rồi ok. Vâng, chào mừng xuân năm mới 2024 thì em xin gửi lời chúc Tết tới quý các bác anh chị và các bạn nhé. Đó, thì bác nào có muốn mua hàng thì khẩn trương, bên em cũng chỉ tầm khoảng trên 10 ngày nữa là bên em sẽ nghỉ Tết, tại vì các đơn vị vận chuyển họ sẽ nghỉ các bác nhé. Thì bên em cũng xin phép là nghỉ Tết thôi. Thì chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào. Đó, và luôn đạt được mọi thành công trong cuộc sống cũng như là một năm mới tràn ngập niềm vui. Đó, thì hôm nay bên shop lại tiếp tục về các cái mã cũ mới thì em lại lên video để gửi tới các bác nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác đó là cái các bác lên cho em đó là cái đèn măng sông nhá. Đấy. À đèn dầu, các bác lên cho em là đèn dầu. Xin lỗi các bác. Đấy, con này thì giá chỉ có 130.000 thôi, giá rất hợp lý cho bác luôn. Chất liệu của nó thì hợp kim và sơn giả đồng rất là đẹp luôn nhá, sơn màu giả đồng rất là đẹp như này. Con này thì các bác có dùng thì dùng đa di năng luôn, đề co trang trí này. Đấy, phòng ăn, phòng ngủ, nhà hàng, khách sạn, rồi các bác có thể dùng để mình sử dụng trên ban thờ, trực tiếp trên ban thờ là mình đốt lên, mình sử dụng trên ban thờ mình thờ cúng nó cũng rất là đẹp. Đấy, về nhà thì các bác nâng cái lẫy này lên cho em này, sau đó thì mình châm dầu vào đây này. Đấy. À, châm lửa vào đây. Đấy, các bác châm lửa vào đây cho em. Đó. Sau đó thì mình đẩy cái lẫy này vào, đẩy cái lẫy vào như bình thường. Và về nhà cho dầu thì các bác xoáy cái đầu này ra. Đấy. Các bác xoáy cái này ra đây. Đấy, xoáy cái này ra. Và các bác đổ dầu vào đây cho em nhé. Đổ dầu vào đây. Đấy. Xoáy ra các bác đổ dầu đốt ấy, hoặc là các bác ra cái chỗ họ bán đồ thờ ấy. Các bác ra chỗ họ bán đồ thờ thì nó sẽ có bán cho bác là cái loại dầu chuyên để mình đốt. Đấy, người ta gọi nôm na nó là dầu thờ nhá. Dầu thờ thì những cái dầu đấy nó thứ nhất là nó không bị mùi, thứ hai là nó thơm và nó sạch sẽ nhá. Đó thì có chỗ họ bán luôn cái dầu thờ ấy luôn. Thì các bác ra cái chỗ hàng bán đồ thờ là có. Giá thì cũng chỉ có vài chục nghìn cho một chai thì và đốt được rất lâu. Đấy thì các bác lên mã giúp cho em đó là đèn dầu nhá, đèn dầu.
Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Đấy, đèn dầu này. Đèn dầu giá của nó sẽ là 130k nhá. 130.000 cho con đèn dầu này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm rất là to, đó là một cái thùng đựng gạo nhá, thùng đựng gạo. Con này thì cái dung tích của nó sẽ được vào khoảng là đi nó sẽ vào khoảng là đi 10 cân nhá, 10 cân. Đó. Tha hồ thoải mái cho bác sử dụng luôn. Đấy. Dung tích của nó thì vào khoảng 10 cân gạo nhá, 10 cân gạo. Đây con này, rất là to luôn. Đó. Hàng này thì khi mà bên em gửi cho các bác nó đã lắp ráp nguyên đai nguyên kiện như này rồi. Lắp ráp nguyên đai nguyên kiện này rồi, các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đó đây. Nó đã lắp ráp nguyên đai nguyên kiện này rồi, về nhà các bác chỉ việc dùng thôi nhá. Nó rất là tiện đây. Ở đây thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái thùng đựng gạo như này, có nắp đậy này. Nắp đậy này. Đấy. Và khi các bác sử dụng thì ưu điểm của con này nó sẽ là hàng nó sẽ có cái độ dốc nhất định này. Và các bác chỉ cần nhấp này là gạo nó chảy xuống này. Đấy, và đây nó sẽ kèm cho các bác một cái âu này thì vừa là âu vừa là chức năng để vo gạo luôn. Vừa chức năng vo gạo luôn thì các bác cho gạo vào đây mình vo này, sau đó thì mình chỉ gạn đi ở đây, nó có cái phần giá chấm lỗ này. Đấy là gạo nó sẽ đọng lại ở đây. Thì nó sẽ là một cái thùng gạo như này. Đấy các bác cứ nhấp vào đây là nó sẽ chảy xuống này. Đây nó có lỗ này. Đấy, lỗ đây. Đấy. Nhấp vào đây là nó sẽ máy thái rau á. Nhấp vào đây là nó sẽ chảy xuống này. Đấy, rất là tiện ích luôn nhá. Thì con thùng đựng gạo này giá của nó sẽ là 180.000 nhá. Có nắp đậy thứ đàng hoàng. Hàng thì của thương hiệu Hokiro, hàng của Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Đây, đấy. Việt Nhật nhá. Đấy, rất là tiện ích cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 180.000 cho một cái thùng đựng gạo như này nhá. Lên mã giúp cho em đó là thùng đựng gạo, giá sẽ là 180k. Con này thì nói chung là về nhà các bác sử dụng thì nó rất là tiện ích thôi. Vừa vặn bây giờ mình cũng không nấu nhiều gạo nữa đây. Đấy, mã sản phẩm này, màu ghi này, công ty sản xuất nhựa Việt Nhật này. Đấy, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng liên doanh Việt Nhật nhá. Lên cho em là thùng gạo, giá sẽ là 180k nhá. Đó, thùng gạo này. Thùng gạo giá sẽ là 180k. Đó, 180.000 cái thùng đựng gạo như này. Đó. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác một dòng sản phẩm, đó là cái bộ vít đen nhá. Bộ vít đen thì sản phẩm sẽ bao gồm cho bác là một đầu vít này. Một đầu vít và một tay công như này các bác này. Đấy, một đầu vít. À, một cái bộ đầu vít như này bao gồm 6 chiếc nhá. 2 này, 4 6 chiếc, 12 đầu và một cái bộ tay công như này để các bác dùng để mình vặn vít này. Đấy. Con này thì chức năng của nó thứ nhất là vừa là trợ lực này, vừa là xoáy nhanh luôn và có đảo chiều nhá. Đấy, trợ lực xoáy nhanh có đảo chiều cho các bác cho nên nó rất là tiện dụng. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực nhá. Giá chỉ có 60 cành trong cái bộ này thôi. 60k trong cái bộ này nhá. Vừa làm tô vít, vừa có chức năng trợ lực cho các bác rất là tốt luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vít đen trợ lực, giá sẽ là 60k. Đấy. Vít đen trợ lực này. Vít đen trợ lực nhá. Vít đen trợ lực. Giá sẽ là 60k cho một cái bộ vít đen trợ lực như này, 60.000 các bác nhá. Rất tiện ích luôn, các bác có thể dùng để mình xoáy các kiểu con là điều luôn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái lấy giấy tai đèn nhá, giá sẽ là 60.000. Con này thì hàng đa di năng luôn. Có đầy đủ các chi tiết cho các bác, bao gồm là các cái phần lấy giấy tai này, đèn này, pin đầy đủ cho bác luôn. Đấy, về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, thì ở đây đầu tiên nó sẽ là một con gắp nhá. Con này thì các bác chuyên dùng để gắp này. Đấy, chuyên dùng để gắp. Ở đây nó sẽ có cái cản pin ở đây, các bác chỉ cần là lấy cái cản pin này ra cho em này. Đấy, đây nó sẽ có cái phần cản pin để chống hết pin. Đây, đấy, đây nhá. Đây nhá. Ví dụ trong bàn tay em tối này, các bác đưa vào này. Đấy, nó sẽ sáng để mình lấy này. Rất tiện luôn nhá. Đấy, sáng chưa? Bỏ ra tối om không nhìn thấy gì luôn. Cho vào sáng trưng các bác nhá. Đấy, sáng tận trong cùng luôn, các bác thấy chưa? Đó thì nó rất là tiện để cho mình lấy nhá. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái con dài này nữa. Con dài này thì nó sẽ có hai đầu lấy này. Có hai đầu lấy như này. Có hai cái đầu lấy như này các bác nhá. Và kèm cho các bác là một đôi pin luôn. Giá rất là rẻ, chỉ có 60.000 thôi. Mà combo cho các bác quá nhiều món luôn. Tha hồ thoải mái các bác sử dụng đây. Đấy các bác. Về nhà thì các bác xoáy cái này ra cho em này. Đấy, lắp pin vào. Lắp pin thì các bác lắp đúng chiều âm dương cho em nhá. Đúng chiều âm dương để tránh cái việc là nó không lên nhá. Đấy, đây. Lắp pin vào này. Bật này. Đấy, đèn lên rất là sáng luôn nhá. Sau khi đèn lên rồi thì ở đây nó sẽ có hai cái đầu lấy dây tai như này. Hai cái đầu lấy dây tai như này thì tùy theo các bác có thể lấy một trong hai các bác lắp vào này.
đấy, lắp lắp vào cho em để mình lấy tai tai. Đây, ví dụ đây đang là tối om om nha, các bác đưa vào này. Đấy, sáng trưng luôn, đưa đâu sáng đấy luôn, tiện chưa? Đó, để các bác lấy cho người già này, cho trẻ con rất là ok nhá. Hoặc là anh em làm thợ lấy con này thì không cần phải dùng đèn pin nữa, nó rất là tiện. Đó. Thì giá chỉ có 60.000 thôi. Combo cho các bác hai cái lấy, hai sản phẩm, một cái lấy một cái gắp và đầy đủ cho các bác luôn. Mà giá chỉ có 60k thôi nha, 60.000 thôi. Giá rất là hợp lý cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là lấy dây tai đèn nha, lấy dây tiền đèn, giá sẽ là 60.000. 60.000 cho một cái bộ lấy dây tai đèn như này. Tiếp theo thì em về cho các bác sản phẩm đó là cái đây, các bác lên mã giúp cho em đó là ổ điện vàng nhá, ổ điện vàng. Đấy, ổ điện vàng. Đây nó sẽ là một con ổ đa di năng luôn nha các bác này. Đấy, đa di năng luôn. Rất đa di năng các bác nhá. Các bác có thể dùng để làm, mình làm thợ làm nghề này, dùng lặt vặt trong gia đình cũng rất là ok. Giá sẽ là 45k. Có lên cho em là ổ điện vàng nhá. Ổ điện vàng này. Ổ điện vàng giá sẽ là 45k nhá. 45.000 cho một chiếc như này. Ở đây thì về nhà các bác xoáy ốc này ra, đấu dây vào cho em và nó sẽ có cho các bác là 1 2 3 4 5 đầu cắm như này nhá. Rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. 5 đầu cắm như này. Lên cho em là ổ điện vàng nhá. Giá của nó sẽ là 45.000. Đó. Bỏ trong kia hộp bàn chải. Hộp bàn chải răng đây, cái hộp. Hộp nhà kem ấy. Hộp nhà kem. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái bàn chải đánh răng nhá, bàn chải đánh răng. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp này là 30 chiếc. Thì bên shop có thể là bán lẻ hoặc là bán combo cả hộp luôn. Đó, có bán lẻ, có bán combo cả hộp cho các bác nhá. Đấy. Bán lẻ thì sẽ là 20.000 cho 4 cái. Đấy, còn bán combo thì sẽ là 10.000. 10 cái là 40.000 và 30 cái là 110.000. Đó, giá rất là tốt cho bác luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Hàn Quốc đây. Đấy, Korea các bác này, Korea của Hàn Quốc này. Đấy. Mã tem mã vạch đàng hoàng. Bên này siêu thị đang bán là 36.000 Việt Nam đồng. Hàng nó đang bán ở Việt Nam mình là 36.000 nhá, hàng của Hàn Quốc nhá. Đây, Korea các bác này. Đó. Và giá bên shop bán cho các bác giá cực kỳ là hạt rẻ luôn. Một cái bàn chải đánh răng như này được làm từ sợi than tre hoạt tính này. Rất là mềm, mềm mịn này, rất mềm mịn cho các bác luôn. Và cái giá thì giá này là giá rất là rẻ rồi. Nói chung là cái giá này là giá ưu đãi để tri ân khách hàng rồi. Rất là tốt cho các bác luôn nhá. Đấy. Thì giá sẽ là như sau. Đấy, mua 4 cái là bằng 20k, em bán thấp nhất 4 cái, 10 cái là 40k và cả hộp này là 30 cái luôn. Sẽ là bằng 110.000 nhá. 110.000 cho một hộp như này, 30 chiếc. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn hộp nhôm. Đấy, đây nó sẽ là một con đèn đựng trong một cái hộp nhôm như này. Thì con này nó rất là tiện ích để cho các bác có thể sử dụng trực tiếp luôn. Đấy, có quai đeo, quai sách đàng hoàng nhá, có quai đeo rồi có cáp sạc nhá. Đấy, và có cho các bác là một con đèn như này. Đấy. Đây thì nó sẽ có cho các bác là chế độ sáng mạnh này, sáng vừa này. Đấy, ánh sáng vàng này. Đèn đỏ cảnh báo nhấp nháy này. Đấy, và rất là nhiều tính năng luôn. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác là một cái chức năng nữa đó là cái bật lửa nhá. Cái bật lửa thì các bác giữ lì như này là đèn nó lên là bật lửa nó lên này. Đấy, và các bác giữ lì là nó sẽ lại tắt nhá. Giữ lì nó sẽ lại tắt cho em. Đó. Thì chức năng của nó rất là đơn giản thôi. Đấy. Khi các bác muốn bật lửa này lên thì giữ lì cho em nhá. Đấy, giữ lì cho đèn lên là nó sẽ lên và khi tắt thì các bác cũng giữ lì cho em là nó sẽ tắt nhá. Giữ lì cho em tầm khoảng 3 đến 5 giây là nó sẽ tự tắt các bạn. Đấy, các bác theo. Bật lửa này nam châm hít này. Các bác có thể để kê lên này này, rất là tiện luôn nhá. Và rất là sáng này. Đấy, rất sáng luôn. Đấy, sáng chói chang luôn, sáng lóe mắt luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là các bác lên mã giúp cho em là đèn hộp nhôm. Bao nhiêu nhỉ? 100.000 tròn cho cái con đèn hộp nhôm như này nhá. Đấy. Lên cho em là đèn hộp nhôm này. Đèn hộp nhôm. Giá của nó sẽ là 100k nhá. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái găng tay thức ăn nhá. Cuối năm Tết nhất đến nơi rồi thì các bác dùng cái găng tay thức ăn này để mình vệ sinh này. Đấy, rồi nói chung là làm nem, làm nộm, làm thực phẩm, làm thức ăn rất là ok đây. Đấy, các bác thấy chưa? Cho vào nó rất là ngon luôn. Đấy, rất là vừa vặn nhá. Em là tay đàn ông to, rất là to luôn mà còn vừa như này. Tay phụ nữ thì dùng nó khá là ok đây nhá. Đấy, có cái độ dai, độ bám rất là tốt luôn. Có thể cầm bút viết thoải mái nên các bác làm nghề làm
nộm làm nem cũng rất là ok. Lên mã giúp cho em đó là gang tay thức ăn nhé, gang tay thức ăn. Thức ăn giá của nó sẽ là 25k trên một bịch như này. Số lượng thì từ 80 đến 100 cái nhé, 80 đến 100 cái. Giá sẽ là 25.000 cho một cái bộ hộp găng tay thức ăn như này nhé. Đấy, 25.000 thôi. Giá khá là hợp lý cho các bác sử dụng luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái sản phẩm đó là cái bếp ga mini nhé, bếp ga mini. Ở đây nó sẽ là một con bếp rất là mini nhỏ gọn, các bác có thể dùng để mình gọi là sử dụng để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt. Đây, mở ra như này. Đấy, sau đó thì mình mở cái phần chân này ra cho em. Con này thì giá rất là ưu đãi nhá, hàng nội địa của Nhật mà giá rất Việt Nam cho các bác luôn. Chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Các cái phần kết nối này đều bằng đồng hết này. Và có đánh lửa tự động này, đánh lửa tự động. Khi đi du lịch các bác chỉ cần mang cho em 2 bình ga, 3 bình ga đi là mình có thể dùng để chế biến thực phẩm được rồi. Ví dụ như các bác dùng để mình câu cá này, mình ăn lẩu này. Đấy, hoặc là hấp, rán, chiên đồ ăn đều ok hết nhá. Có túi đựng này, rất xịn sò cho các bác luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100.000 thôi. Lên thì em là bếp ga mini. Giá sẽ là 100k nhá. Bếp ga mini này. Bếp ga mini. Giá sẽ là 100k nhá. 100.000. Đó. Đây. Đấy, từ nãy giờ em đang đeo cái găng tay thức ăn này, em quay cho các bác vẫn rất ngon lành luôn. Không hề có hề hấn gì nhá. Rất là ok, ngon lành luôn. Đấy, rồi ok. Hello, chào các bác nhé. Hôm nay thì bên em về một lô cái đồ kim khí rất là đẹp. Để trân trọng gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship nhé. Bên em thì ship code toàn quốc. Các bác nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em. Đó. Đơn dưới 200 thì cộng cho em 30.000 để ship, trên 200 thì các bác đã được hoàn toàn bao ship rồi. Căn số hotline của bên em các bác có thể liên hệ nhé. Mã đầu tiên em lên cho bác đó là cái hàng vít cân ký nhá. Bên em thì bán theo cân ký, em bán rất là nhiều rồi. Đó, các bác nhận hàng thì cũng ok thôi. Tại vì là thực ra thì số lượng thì từ 7 đến 15 chiếc trên 1 cân. Và cái giá thì rất là tốt cho các bác rồi, chỉ có 110.000 thôi. Đây, em sẽ cân thử cho các bác nhé. Khi bên em nhặt hàng cho các bác thì nó sẽ là to, nhỏ, lớn, bé, mẹ, con, dẹt, tròn, ba khe, mũi, phế. Đấy, đầy đủ cho các bác luôn nhé. Đấy, và combo nó sẽ là 1 cân như này. 1 cân thì có to, nhỏ, lớn, bé, dài, ngắn, đầy đủ cho các bác luôn. Đây, đấy, cơ bản 1 cân thì nó sẽ là tầm này nhé. Sẽ là tầm này các bác này. Đấy, thì số lượng của nó thì nó sẽ vào khoảng từ 7 đến 10 cái nhá. 2 này, 4 này, 6 này, 8, 10 này. Đấy, 11, 12 chiếc như này. To nhỏ lớn bé, có dẹt, có ba khe các bác nhá. Đấy, combo cho các bác như này. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 110.000 nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là vít cân ký nhá. Lên cho em là vít cân ký này. Vít cân này, vít cân giá sẽ là 110k trên 1 cân. Và nửa cân thì sẽ là 60k nhá. 60k cho một nửa cân các bạn, 60.000 cho một nửa cân. Đấy, còn 1 cân thì nó sẽ là 1kg thì sẽ là 110.000. Và 0,5kg thì nó sẽ là 60k nhé. 60k cho nửa cân. Đây. Đấy, hàng thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác thôi. Đấy, nó sẽ đầy đủ cho các bác, to, nhỏ, lớn, bé, đầy đủ cho các bác như này. Để các bác về mình sử dụng nhé. Đấy, có to, có nhỏ, có lớn, có bé này. Đấy, 1 cân được rất là nhiều các bạn. 1 cân rất là nhiều này. 2 này, 4 này, 6 này, 8 này, 10 này, khoảng 12 chiếc nhé, khoảng 12 chiếc. Đấy, nó sẽ là từ 7 đến 12 chiếc. Bên em sẽ nhặt ngẫu nhiên cho các bác, to nhỏ lớn bé, dẹt tròn ba khe đầy đủ cho các bác. Ngẫu nhiên là từ 7 đến 12 chiếc nhé, từ 7 đến 12 chiếc. Đó, thì bên shop sẽ nhặt ngẫu nhiên thôi. Chấp nhận nó phải có cái to, có cái nhỏ, có cái dài, có cái ngắn đâu nhé. Đấy, chứ không gọi là mình mua hàng cân ký thì không thể là nhặt chọn được. Bên em bán cân là bán giá rất là tốt rồi. Cho nên bên em sẽ không bán chọn đâu. Đấy, em sẽ nhặt ngẫu nhiên như này, một cân như này các bác nhé, để cho các bác tha hồ các bác thoải mái các bác sử dụng thôi. Vít bãi cân ký, giá thì rất là tốt cho bác luôn nhá. Đấy, có những cái con thì đây. Đấy, có những con vít đóng như này các bác này. Đấy, có những con vít đóng như này. Thì nói chung là to nhỏ lớn bé đầy đủ cả cho các bác mình sử dụng thôi. Giá thì rất là tốt rồi. Chỉ có 110.000 cho một cân và các bác mua nửa cân thì sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái dao dọc giấy nhá. Dao dọc giấy bên shop cũng về số lượng đây. Và giá rất là tốt cho bác luôn. Một con dao dọc giấy rất là đẹp như này các bác này. À, rất là đẹp cho các bác luôn. Thì combo của nó sẽ bao gồm là cả dao cả lưỡi nhá. Đấy. Nó sẽ có cho các bác là cả dao cả lưỡi luôn. Thì đấy sẽ là combo như này, cả dao cả lưỡi cho các bác này. Em bán lẻ thì sẽ là 15k một chiếc nhá. Bác nào mua lẻ thì sẽ là 15k cho một chiếc như này. Còn bác nào mua combo thì giá của nó sẽ là 3 chiếc sẽ là 30.000 nhá.
Đấy. Mua lẻ thì sẽ là 15k này, 15k trên một cái này, một cái đó, còn mua từ 3 cái thì sẽ là 30k nhá. 3 cái thì giá chỉ có 10.000 thôi. Đấy, còn mua lẻ thì chấp nhận là 15.000 các bạn. Các bác mua lẻ thì thông cảm cho em sẽ là 15.000 một chiếc. Còn các bác mua từ 3 chiếc thì giá sẽ là 30.000 nhá. Ở đây thì nó sẽ là một cái con dao độc giấy rất là ngon lành cho các bác luôn. Bên ngoài của nó thì bằng cao su non, bên trong thì bằng nhựa cứng. Đấy, và các bác thay lưỡi rất là dễ, chỉ cần tháo cho em cái đít này ra này và các bác đẩy lưỡi ra là mình thay thôi. Sau đó thì mình đưa vào, nó rất là tiện dụng và hàng thì dùng cực kỳ là ngon lành. Các bác làm thợ, làm trần thạch cao hoặc là làm các công việc sử dụng lặt vặt trong gia đình thì cũng rất là cần, và giá của nó rất hợp lý, chỉ có lẻ là 15.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu kìm đây. Thì các bác lên cho em là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Nhưng mà nó về thì nó sẽ có 3 màu như này, thì bên em sẽ gửi màu ngẫu nhiên cho bác thôi. Gửi màu ngẫu nhiên. Nhưng mà bên em lên nó sẽ là lên tên của nó là kìm đỏ nhé, kìm đỏ. Đấy, các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một con kìm rất là đa di năng như này. Có lò xo đẩy ra thì khi các bác dùng nó rất là sướng. Đấy, có lò xo đẩy ra như này thì các bác dùng là rất là tiện, không cần phải lấy tay để kẹp ra nhá. Ngoài ra đây thì nó sẽ có cho các bác là các chức năng này. Hàng thì nó sẽ là hàng nội địa của Nhật này. Hàng nội địa của Nhật này. Đấy, thép CRV này. Bắt đầu của nó thì nó sẽ có cho các bác là tuốt dây này. Tuốt dây thì nó sẽ có cho các bác là tuốt từ dây 1 chấm đến dây 2 chấm nhá. Đấy, 1 chấm đến dây 2 chấm này. Đấy, tiếp theo nó sẽ có cho các bác là một cái bấm cốt này. Tiếp theo là cắt dây này. Rồi vặn ốc này, rồi xoắn dây đầy đủ cho các bác luôn nhá. Xoắn dây, nắn dây đầy đủ. Giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái con kìm như này, giá của nó sẽ là 100.000 tròn nhá. Đây, đấy các bác dùng để kẹp dây kẹp giếc này rất là ngon luôn. Đấy. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá, kìm đỏ. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này. Đấy, lên cho em là kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá, 100k cho một con kìm đỏ như này. Đó. Tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác cái cưa gấp nhá. Đấy, cưa gấp hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, hàng của thương hiệu Fugu các bác này, Fugu Japan này các bác này. Đó. Con này thì hàng cực chất luôn. Các bác có thể uốn cong thoải mái này. Đấy, lưỡi của nó là thép lưỡi cưa cực kỳ bền đẹp và chắc chắn luôn. Đấy, ở đây thì nó sẽ là có cái phần mở hình hạt bòng như này. Khi các bác dùng thì nó sẽ gọi là các cái phần ví dụ như là nhựa cây này hoặc là các cái phần mùn cưa nó sẽ đọng ở đây. Đấy, thì khi các bác cưa thì nó sẽ rất là nhẹ và bong cưa, dùng nó rất là thích. Đấy, cây to, cây nhỏ các bác cưa được hết. Đường chiều dài của lưỡi thì khoảng 30cm nhé, khoảng 30cm. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá siêu tốt luôn, chỉ có 50k cho một cái cưa gấp như này thôi. Lên cho em là cưa gấp trắng đen, giá sẽ là 50k một chiếc nhé, 50.000 cho một chiếc như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con cưa lách hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan con này. Đấy, một con cưa lách như này. Con này các bác dùng để cưa cây, cưa cành, những cái cành răm, cành nhỏ rất là ok. Chiều dài của lưỡi thì nó cũng vào khoảng là 20 và lấy cho anh hai cái thước rút ra đây anh quay luôn. Đấy, vào khoảng là tầm trên 20cm một chút nhá, trên 20cm một chút. Đó, thì cũng rất là tiện này. Đấy, con này thì các bác có thể dùng để cưa các cái cành răm, cành nhỏ này hoặc là những cái cây nhỏ các bác cũng cưa được hết nhá. Cây nhỏ các bác cũng cưa được hết luôn. Đấy, thì combo cho nó như này. Hai cái luôn. Combo như này và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một cái con cưa lách như này. Giá của nó sẽ là 50.000. Đấy, ở đây thì chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là gần 40cm, 37cm nhá. Phần lưỡi của nó thì vào khoảng là 22cm. Đó đây. Đấy. Made in Japan này. Con cưa lách này sẽ là 40.000 nhá. Các bác lên cho em là cưa lách. Giá sẽ là 40k cho một con cưa lách như này các bác này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái con kéo cắt cành cam này. Đấy. Đây nó sẽ là một con kéo chuyên để các bác cắt cành to. Cắt cành to một chút, giá thì nó sẽ là 70.000. 70.000 cho một con kéo cắt cành như này các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kéo cành cam, giá của nó sẽ là 70k một em nhá, 70k một em. Con này thì rất là tiện luôn. Đấy. Đấy, hàng cũng là hàng nội địa của Nhật, made in Japan này. Đó, made in Japan. Hàng nội địa của Nhật. Đấy, và đây thì các bác có thể dùng để mình cắt cành rất là ngon luôn. Đấy, thép SK5 này. Thép SK5 không gỉ này. Đó, các bác dùng rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, cắt cành rất là to. Những cái cành to các bác có thể cắt thoải mái này. Đấy, các bác đưa vào cắt thoải mái luôn. Đấy, chất thép của nó thì cực kỳ bền bỉ cho các bác này. Con này thì sẽ là 70.000 nhá. Các bác lên cho em là kéo cành cam nhá. Giá sẽ là 70k. Đó. Kéo cành cam 70.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dạng sản phẩm đó là cái kéo tỉa nhá. Kéo tỉa như này. Các bác lên cho em là kéo tỉa inox, cũng là hàng nội địa của Nhật này, made in Japan này. Con này các bác dùng để tỉa răm này. Đấy, tỉa răm này.
Đấy, các bác chuyên dùng để tỉa răm rồi tỉa các cái cành nhỏ rất là ok luôn nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhá. 50.000 cho cái con kéo tỉa inox như này. Lên cho em là kéo tỉa inox giá sẽ là 50k nhá. 50.000 cho con kéo tỉa inox như này. Đấy. Không, cái hộp nào nó vỡ, nó có mấy hộp vỡ thôi. Sản phẩm thì mấy hộp vỡ nó bị vỡ ra đây. Thì giá của nó sẽ là nếu các bác mua trọn bộ nhá, mua trọn bộ. Đấy. Combo nhá, lên cho em là combo 4 cưa kéo nhá. Đấy, 4 cưa kéo giá của nó sẽ là 160k nhá. 160.000 cho 4 món. Đấy, thì đây sẽ bao gồm cho bác là hai cưa này. Hai cưa và hai kéo. Hai cưa và hai kéo thì sẽ là có cưa gấp và cưa lách, một kéo cắt cành và một kéo tỉa như này. Đấy, nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì cưa gấp này sẽ là 50.000 này, cưa gấp 50.000. Đấy. Cái kéo tỉa này cũng là 50.000 này. Cái cưa lách này sẽ là 40.000 và con kéo tỉa con kéo cắt cành này sẽ là 70.000. 70.000. Đó thì cái này nó sẽ là hai món này đã là 100 này. 100 là đi thành hai món này 100 là đi 170 này. 170 40.000 nữa là vào đi 201 nhá, 201. Còn nếu các bác mua combo 4 món giá chỉ có 160.000 thôi. 160.000 rất rẻ các bạn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái thước rút tự hãm này. Thì nó sẽ có cho các bác là hai mẫu, một dòng là 5m và một dòng là 7m rưỡi nhá. 5m và 7m rưỡi đều là dòng tự hãm hết nhá, rất là tiện luôn. Đó, rút ra nó sẽ tự hãm như này các bác này. Đấy, rút ra nó sẽ tự hãm rất là tiện. Ở đây thì bên shop về cho bác thì nó sẽ có hai mẫu, dòng 5m rưỡi, à dòng 5m và dòng 7m rưỡi, hàng nội địa của Nhật Japan đây. Và cái giá thì rất là tốt luôn. Đấy. Cái con thước 5m thì giá sẽ là bằng 40k nhá, 40k. Còn con 7,5m thì giá của nó sẽ là 50k. Đấy, nó chỉ lệch nhau có 10.000 thôi. Lệch nhau có 10.000 tùy theo nhu cầu mục đích sử dụng của bác nhá. Con này thì giá của nó sẽ là 40k nhá, 40k. Đó, con này 5m và rút ra nó sẽ tự hãm này. Rút ra tự hãm thì các bác dùng rất là tiện, không phải lăn tăn. Đấy. Và con này thì rút ra nó tự hãm này và các bác bóp vào này chưa? Đó. Con này thì giá sẽ là 50k nhá, 50k. Đó, 50k. Thì các bác có thể lấy con 4m hoặc con 5m hoặc con 7m rưỡi tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Được, ok. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn 3W các nhá. Bóng đèn 3W. Giá thì chỉ có 10k cho một quả nha các bác này. Đấy. Bên shop gửi tới các bác giá sẽ là 10.000 cho một quả bóng đèn 3W như này các bác nhá. Đấy, các bác lên cho em là bóng đèn 3W. Con này thì mặc định của nhà sản xuất nó sẽ là 3W các nhá. 3W còn độ sáng thì đây, rất tiện ích các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đấy, công suất của nó là 3W nhá, độ sáng vừa phải. Các bác có thể dùng để mình sử dụng ở cái khu vực nào mà mình không thường xuyên đi lại nhưng mà các bác không sử dụng ánh sáng mạnh thì các bác dùng con này cho em. Ví dụ như là các bác dùng ở trong phòng ngủ này hoặc là các cái phần hành lang này hay phải đi lại nhiều mà không muốn tắt bật. Đấy thì các bác dùng con này cho em, nó sẽ có chiếu sáng vừa phải và không quá là sáng, không và rất tiết kiệm điện nhá. Con này thì nó sử dụng điện 220V và công suất là 3W. Đấy, dùng làm đèn ngủ cũng rất là ok. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá, chỉ có cho các bác là một quả như này là 10.000 nhá, 10.000. Đấy, lên xem là bóng đèn 3W giá sẽ là 10k nhá. Bóng đèn 3W này giá sẽ là 10k cho một quả nhá, 10.000 cho một quả bóng đèn 3W này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy bắt cam nhá. Thì con này rất là tiện ích luôn, sử dụng điện 220V. Các bác chỉ cần cắm vào cho em là xong này. Đấy. Và con này thì ưu điểm của nó khi các bác nhấp vào nhà này là nó sẽ xoay này. Đấy, đây. Nhấp vào nó sẽ xoay này. Đấy, các bác theo. Đây, xoay này. Và nó sẽ có chế độ đảo chiều luôn, có chế độ đảo chiều như này thì nó rất là tiện ích. Thì khi các bác vắt cam thì mình ép cái quả cam vào đây như em này. Đó là nó sẽ vắt ra thôi. Đấy, thì các bác nhấp này bỏ này, nhấp này bỏ thì nó sẽ lại đảo chiều cho các bác luôn. Con này thì nó sẽ là dung tích của nó sẽ là 700ml và sử dụng điện 220V nhá, rất là tiện ích luôn. Đấy, tháo lắp rất là dễ dàng và vệ sinh sạch sẽ, rất là ngon này các bác, chỉ cần nhấp này là máy chạy này, nhấp này máy chạy qua này. Đó. Và có chế độ đảo chiều luôn thì các bác không cần phải dùng bằng tay. Vắt bằng tay thì nó rất là mỏi tay và rất là kiệt sức, nhưng mà vắt bằng cái này rất là ok. Lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhá, máy vắt cam. Đó. Máy vắt cam giá của nó sẽ là, lên mã giúp cho em là máy vắt cam nhá, giá sẽ là 190k một chiếc nhá. 190.000 cho một con máy vắt cam. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bàn chải điện nhá. Đây nó sẽ là một cái dòng bàn chải cực kỳ tiện dụng luôn. Một bàn chải như này, một bộ như này các bác đã được tặng kèm thêm là 4 cái đầu bàn chải rồi. Như vậy là các bác mua mà giá chỉ có 60.000 thôi, 60.000 cho một con bàn chải điện như này thì nói chung là giá siêu rẻ rồi. Đấy, tính ra là vào các bác chỉ mua bàn chải thôi chứ còn không mất tiền mua máy nhá.
Đấy, bàn trải này sẽ là tính ra là 4 cái là 45-60, tức là mua vào 15.000 cho một cái đầu bàn trải như này. Đấy, và đây có 4 đầu bàn trải luôn. Đó. Con này thì tần suất rung của nó sẽ là 32.000 lần trên 1 phút nhá. Đó, rung rất là mạnh luôn các bạn này. Đấy các bạn thấy không? Rung rất là mạnh luôn, thì các bác có thể dùng để mình vệ sinh răng lợi rất là ok nhá. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác giá rất hợp lý luôn. Đó. Nó sẽ có rất là nhiều chế độ rung khác nhau các bạn này. Đấy, rung rất là mạnh luôn nhá, và các bác sẽ được tặng kèm 4 đầu bàn chải như này luôn. 4 đầu bàn chải như này, và có kèm thêm cho các bác là một cáp sạc nữa. Về nhà các bác cắm cái cục sạc điện thoại nhà mình. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn, một cái bộ bàn chải điện như này giá chỉ có 60.000 thôi, vệ sinh răng lợi rất là tốt luôn và rất là nhiều chế độ nhá. Lên cho em là bàn chải điện nhá. Bàn chải điện này. Bàn chải điện giá sẽ là 60.000 một bộ này nhá, 60.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái máy máy đo huyết áp, đo nhịp tim nhá. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Bây giờ mà các bác ra ngoài hiệu thuốc mà mua nhá, một con máy như này nó sẽ bán cho các bác khoảng là 500-700.000. Nhưng mà riêng bên shop Phạm Huấn thì bán tri ân cho khách hàng giá chỉ có 260.000 thôi, đã bao gồm phí ship đến tận nhà cho các bác luôn, 260.000. Con này thì chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim cực kỳ là tốt luôn. Đấy, bác nào mà chuyên bị các cái bệnh về huyết áp, về nhịp tim thì các bác nên mua con máy này. Đấy, trong nhà mình sẵn sàng có một con máy này. Con này thì nó sẽ là sử dụng 4 quả pin con thỏ nhỏ nhá. Về nhà các bác tự mua pin thôi, bên em bán thì không kèm pin đâu. Lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Máy đo huyết áp giá sẽ là 260.000 nhá, 260.000, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Chuyên đo huyết áp, đo nhịp tim rất là tốt luôn các bác nhá. Bác nào mà bị các bệnh về tim mạch hoặc huyết áp cao thì nên sắm một con này ở trong gia đình nhà mình để mình tự kiểm tra, nó rất là tốt luôn. Đấy, đo huyết áp, đo nhịp tim. Giá hiệu thuốc mua con này khoảng 500-600.000 đấy các bác nhá. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi da bò nhá. Một con túi da bò cực kỳ chất lượng như này. Đấy, và nó sẽ là một cái dòng túi vuông nhá, túi vuông có quai đeo cho bác luôn, quai đeo bên trong như này nhá. Đấy, 100% da bò tự nhiên. Con này em bao cho các bác về, các bác đốt thoải mái cho em nhá. Đốt thoải mái nhá, nhưng mà đốt vào giữa này cho em này. Đốt vào giữa này, đừng đốt vào cái phần chỉ khâu nhá. Đấy, và đừng đốt vào cái phần khóa này nhá. Đấy. Hàng dày dẫn chắc chắn, chiều cao là 25, chiều rộng là 20. Đấy, bên trong thì có sẽ có hai ngăn, một ngăn không có khóa và một ngăn có khóa này. Bên ngoài thì có 1-2 ngăn này. Đằng trước là 2 ngăn, đằng sau ngăn nữa là 3 ngăn, nói chung rất là nhiều ngăn luôn. Quai đeo, quai sách đàng hoàng, cả quai đeo cả quai sách luôn. Các bác có thể dùng để mình đi du lịch, đi chơi, đi phượt, đi học, đi làm đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là túi vuông nhá, túi vuông. Giá sẽ là túi da bò vuông này, hoặc là lên cho em là túi vuông là được rồi. Đấy, giá của nó sẽ là 180.000 cho một con túi vuông như này nhá. 180.000 cho một con túi vuông như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái chổi tam giác nhá. Chổi tam giác thì con này nó sẽ có 3 phần. Đấy, có 3 phần cho các bác luôn. Đấy, sẽ có 3 phần như này, tức là có 3 khúc nhá. Đấy, 3 chi tiết như này. Bao gồm là một cái đầu chổi như này các bác này. Đấy. Về nhà thì các bác kết nối vào cho em là xong. Đây, xoáy vào cho em như này. Chiều dài của nó khi mà các bác xoáy vào thì nó vào khoảng là 1m3, 1m2, 1m3. Đấy, xoáy vào cho em như này là xong này. Đấy, kết nối này và xoáy cái đầu này vào này. Và con này thì nó sẽ là chức năng của nó sẽ là xoay 360 độ được luôn nhá. Xoay 360 độ. Vắt khi vắt thì các bác cho xà bông vào, và cho nước vào đây để cho nó mềm cái này ra, cho nó dễ kéo nhá. Đấy, thì khi có xà bông vào nó sẽ trơn, nó sẽ dễ kéo hơn rất là nhiều. Đó, khi các bác kéo là nó sẽ thu vào như này các bác này, thì nó sẽ bắt kiệt cho các bác luôn nhá. Đây, kéo nó sẽ thu vào này, nó sẽ bắt kiệt luôn này. Đó, đây. Thì các bác lên cho em là chổi tam giác nhá, xoay 360 độ đảo chiều đảo hướng được hết luôn. Đấy, để các bác đưa vào các cái vị trí các ngóc ngách này. Đấy, và dài thì nó sẽ là khoảng 1m2, 1m3, rất là tiện ích luôn nhá. Đó. Và nó chia là làm 3 đầu như này. Đấy, là 3 đoạn như này. Thì các bác có thể dùng để mình lau nhà, lau bàn, lau tủ, rồi nói chung là đa di năng được luôn, cũng rất là tiện ích. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hạt rẻ thôi. Một cái con chổi tam giác như này mà giá chỉ có 100.000 thôi nhá. 100.000 cho một con chổi lau nhà như này. Con này thì rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là chổi tam giác nhá, chổi tam giác. Chổi tam giác này, giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 cho con chổi tam giác như này. Này, đó. Có thể thiếu một cây chổi lau nhà xịn sò.
mà xịn như cây chổi tam giác lau đa năng 360 độ mới này, vừa lau vết vật khô và ướt, vừa linh hoạt xoay 360 độ lau sạch mọi ngóc ngách, đã thế còn cắt khô tự động. Này lau không nhanh, nhà không cần sao được. Với thiết kế đầu lau tam giác tinh tế cùng khớp xoay bốn hướng dễ dàng lau chạm tới các góc sâu nhất mà không cần di chuyển đồ đạc, cầm lau rất là vừa ý, thích cực kỳ. Chất liệu vải lau nhà các sợi siêu mịn và siêu tầm hút, lau các vết bẩn không để lại đệm nước, không gây sức men gạch, sàn cố vân vân. Đặc biệt khi lau mặt kính có tính năng tạo bọt sạch kín mít luôn. Tay cầm kéo dài tới 130cm lau với nhiều vị trí khác nhau từ sàn đến trần nhà một cách dễ dàng. Chế độ phát nước tự động đời mới nhất mà chỉ duy nhất thanh chổi lau tam giác này có, phát siêu kiệt nước, bảo hành một đổi một nếu có lỗi từ nhà sản xuất. Anh chị em đặt hàng vào phần giỏ hàng hoặc nhắn tin cho siêu thị nhé. Đấy, rất là tiện ích các bác nhá, giá thì chỉ có cho các bác 100.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái viên thả bồn cầu lợn các bác nhá. Đấy, viên thả bồn cầu hình con lợn như này. Thì về nhà các bác chỉ việc là mở cái nắp này ra, sau đó thì mình thả vào cái lọ bồn cầu, cái bồn cầu của rửa bát nhà mình, của bệt nhà mình là xong nhá, bệt vệ sinh thôi. Giá sẽ là 15.000 cho một cái lọ như này. 15.000 nhá. Con này thì nó sẽ là chức năng của nó thì thứ nhất là thơm này. Đấy, thứ nhất là thơm. Thứ hai là sạch và thứ ba là tẩy trắng nhá. Đấy, thơm này. Đấy, thơm này. À, sạch này, đấy, tẩy sạch tẩy trắng đấy, và thứ ba là diệt khuẩn nhá, đấy, thơm tẩy sạch tẩy trắng diệt khuẩn. Giá thì chỉ có 15k thôi, 15k cho một lọ như này. Lên mã giúp cho em đó là thả bồn cầu lợn nhá, thả bồn cầu lợn, giá sẽ là 15.000 cho một lọ như này. Về nhà các bác chỉ cần mở cái nắp này ra và bỏ vào cho em là xong. Con này thì các bác có thể dùng được từ 2 đến 4 tháng nhá, từ 2 đến 4 tháng tùy theo cái lưu lượng xả nước của nhà mình. Đấy, sạch thơm diệt khuẩn rất hữu ích cho các bác luôn, và giá thì chỉ có 15k cho một lọ thả bồn cầu như này thôi nhá. 15.000 cho một lọ thả bồn cầu như này, rất tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn bão có quạt các bác nhá. Đấy, lên thêm là đèn bão có quạt. Đấy, thì tên bên em gọi nó là đèn bão và nó có thêm cả cái quạt điện luôn, có cả quạt mát luôn, nên là lên các bác lên thêm là đèn bão có quạt nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là có tấm pin năng lượng mặt trời này. Đấy, đây, đèn nó lên này. Đấy, nó tự sạc các bác nhá. Đây, khi em che đi thì là nó sẽ tối này. Bỏ sáng ra là cái đèn này lên, tức là nó đang tự sạc này. Có một con quạt mát này. Các bác thấy không? Đó, quạt gió rất là mạnh luôn. Có thể lật lên như này. Đấy, lật lên như này. Gió mạnh ù luôn các bác nhá. Đấy, rất là mạnh luôn. Và đây thì nó sẽ có thêm cho các bác là một cái đèn sáng đấy nhá. Đấy, đèn sáng nữa này. Đấy, kéo lên thì sẽ là đèn sáng như này. Thì con này rất là tiện ích luôn. Các bác có thể dùng để mình sử dụng trong các cái công việc sinh hoạt hàng ngày, rất là tiện ích. Đó. Và có kèm cho các bác là một cái cáp sạc như này nhá, một cái cáp sạc sẵn luôn. Đấy, về nhà chỉ việc cắm vào điện 220 thôi, không cần phải dùng củ sạc nữa, lằng ngoằng mất thời gian. Đó, rất tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn bão nhá, đèn bão. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 100k thôi. Đó, đèn bão có quạt này. Đèn bão có quạt nhá, đèn bão có quạt. Giá sẽ là 100k tròn nhá, 100.000 tròn cho con đèn bão có quạt như này. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa nhá. Đấy, bộ 5 đĩa như này. Bộ 5 đĩa như này các bác nhá. Bộ 5 đĩa tròn, giá sẽ là 120 à. Con này thì cái đường kính cái chiều rộng nhất của nó là vào khoảng 24cm nhá. Đấy. Vào khoảng 24cm. Và một bộ này thì có nó sẽ bao gồm cho các bác là 5 đĩa. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy. Rất dày dẫn và đẹp cho các bác luôn. 5 đĩa như này các bác có thể dùng để mình đựng thực phẩm, đựng thức ăn, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết nhá. Đấy, lên cho em là bộ 5 đĩa tròn nhá. Bộ 5 đĩa tròn 120 à? 120k cho một cái bộ 5 đĩa tròn như này. Đấy, thì cái con to nhất khoảng 24cm và con nhỏ nhất thì khoảng bật anh như quạt vào khoảng là 13cm nhá. Đấy, 13cm như này. Đấy, 5 đĩa dày dẫn chắc chắn và rất là đẹp luôn các bác, sáng bóng sạch sẽ nhá. Các bác có thể dùng đựng phẩm thực phẩm, đồ ăn sống, đồ ăn chín đều ok hết. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái ví màu hồng nhá. Đây, nó sẽ là một con ví màu hồng như này. Đấy, các bác có thể mua về để mình sử dụng trực tiếp trong các cái sinh hoạt hàng ngày như vệ sinh móng chân móng tay, rồi là nặn mụn, rồi nói chung là cắt da thừa thứ này. Đấy, sẽ bao gồm cho các bác là 3 cái bấm móng này, một cái kéo cắt tỉa lông mũi này, một cái nhíp này, một cái kìm cắt da chết này, và cái bộ sản phẩm như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là bộ ví hồng nhá, đầy đủ các chi tiết như này, và giá chỉ có 60k cho một cái bộ ví hồng như này thôi. Nguyên cho các bác là 3 cái bấm móng rồi. 3 cái bấm móng này các bác đi ra ngoài mua đã phải mất 50-60.000 rồi cho 3 cái bấm móng như này. Bình thường là phải mất 50-60.000 rồi, 20.000 cái bấm móng. Thế mà đây các bác mua cả bộ như này, giá cũng chỉ có cho các bác là 60.000 thôi.
lên mã giúp cho em đó là ví hồng nhá. Ví hồng giá sẽ là 60k cho một cái bộ ví hồng như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chắn gió bếp ga nhá. Con này thì rất tiện ích luôn. Đấy, lên cho em là chắn gió bếp ga. Chắn gió bếp ga giá thì chỉ có 25.000 thôi. Chắn gió bếp ga giá sẽ là 25k một chiếc. Các loại bếp ga to, bếp ga nhỏ đều vừa hết, các bác chỉ cần là đặt vào cho em. Đó, xoay đi và đặt vào. Thì khi mà các bác đun nấu thì gió nó không tạt và nó giữ nhiệt rất là tốt luôn, giữ nhiệt rất là tốt. Thì các bác dùng nó rất là hữu ích và giá thì rất hợp lý, chỉ có 25.000 cho một chiếc chắn gió bếp ga này thôi. Con này thì giá khá hợp lý rồi. Các bác này, đấy, các bác chỉ cần là đặt vào cho em là xong. Đó, thì khi mà các bác đun nấu thì cái lượng gió nó không bị tạt vào và nó không làm mất cái độ nóng của bếp đi các bác nhá. Thì khi mình chiên rán xào nấu nó rất là tiện ích luôn và đặt vào là vừa luôn, rất đẹp các bác này. Lên cho em là chắn gió bếp ga giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái dây sạc iPhone nhá. Đấy, dòng của iPhone 14 Pro Max này. Đấy. Các bác lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Ở đây thì nó sẽ bao gồm cho bác là một củ và một dây như này nhá. Một củ và một dây. Hàng của iPhone Apple quả táo đấy các bác này. Đó, iPhone Apple quả táo đây. Bao gồm cho bác là một củ và một dây nhá. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 cho một cái bộ dây sạc nhanh iPhone như này nhá. Đấy. Giá chỉ có 60k thôi, bao gồm cho các bác là cả củ cả dây luôn. iPhone 14 Pro Max này. Đấy, iPhone 14 Pro. Đấy, lên cho em là dây sạc nhanh iPhone. Dây sạc nhanh iPhone nhá. Đó, sạc nhanh iPhone. Giá của nó sẽ là 60k nhá. 60.000 cho cái dây sạc nhanh iPhone như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ ghế hơi nhá. Ghế hơi. Giá sẽ là 350.000 nhá. 350.000 trong cái bộ ghế hơi như này. Sản phẩm thì sẽ là bao gồm cho các bác là một ghế to và một ghế nhỏ nhá. Một ghế to, một ghế nhỏ. Chất liệu của nó thì bằng da phủ nhung nhá, da phủ nhung như này. Đấy. Combo cho bác sẽ bao gồm là một cái to và một cái nhỏ nhá. Một cái to, một cái nhỏ như này các bác này. Đấy. Và chất liệu của nó là da phủ đây là cái bía này, cái bía này các bác bơm lên nhá. Đó. Đây. Đấy, nó dạng là nhung lộn nha các bác nhá. Đấy, nó dạng là nhung lộn như này và da để nó giữ hơi nhá. Đó. Giá thì chỉ có 350.000 cho một cái bộ ghế như này thôi. Các bác có thể mua để mình làm nghe nhạc này, thư giãn này, đấy, lướt TikTok này hoặc là dùng các công việc đều ok hết. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 350.000 thôi. 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này. Đấy, các bác về các bác bơm hơi lên cho em là mình sử dụng thôi. Các bác có thể tự bơm hoặc là mình ra ngoài cửa hàng ấy, ra ngoài cửa hàng sửa xe máy mượn họ bơm cho các bác nhá. Đấy. Ra cửa hàng sửa xe máy mượn họ bơm cho. Đó, lên mã giúp cho em đó là ghế hơi nhá. Ghế hơi, giá của nó sẽ là 350k nhá. 350.000 cho một cái bộ ghế hơi như này. Rất tiện ích luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đây các bác này, khi các bác bơm lên nó sẽ to như này các bác nhá. Đấy, bơm lên rất là dễ dàng thôi. Đấy, rất tiện lợi này. Đấy, các bác có thể dùng này. Đấy. Hai người nằm vào cũng thoải mái luôn, hai người vài chục cân hàng tạ nằm vào cũng rất là ok. Giá thì rất là hợp lý thôi các bác nhá. Đấy, bơm lên các bác này. Bơm lên là mình dùng thôi, rất là tiện. Đấy. Các bác thấy không? Đó. Rất là ngon lành luôn nhá. Đây. Rất là tiện ích nhá, một con ghế hơi cực kỳ là ngon luôn. Đây. Nằm thư giãn rất là tiện này. Đấy các bác thấy chưa? Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý thôi, chỉ có 350.000 trong cái bộ ghế hơi như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái con các bác lên mã giúp cho em đó là cái con máy bàn là đứng nhá. Bàn là đứng thì đây nó sẽ là một con bàn là như này. Đấy và khi mà nó dùng hơi nước nó xả ra các bác này. Đấy và các bác chỉ cần vuốt như này là quần áo nó sẽ mềm mại và sẽ phẳng cho em luôn. Đó, đây. Bác nhấp ở đây thì nước nó sẽ phun ra này. Và các bác cho nước vào đây cho em nhá. Cho nước vào cái đầu này cho em. Đó. Đấy cho nước vào đây cho em và nhấp như này là nước nó sẽ đẩy ra. Đấy dây dài thì khoảng 1,5m đến 2m và nó sẽ là hàng của thương hiệu Socani nhá. Giá thì sẽ là bao nhiêu nhỉ? 370.000 cho một con bàn là hơi nước đứng như này nhá. Đấy. Lên cho em là bàn là hơi nước đứng nhá. Giá sẽ là 370k. Đó, con này thì rất là tiện luôn, sử dụng điện 220V này. Đấy đây. Sử dụng điện 220V. Đấy và công suất của nó sẽ là 1500W nhá. Đấy 260ml nước điện 220V. Con này thì dùng rất là tiện ích luôn. Và cái giá thôi. Cái giá thì chỉ có cho các bác là 370.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là bàn là hơi nước nhá. Bàn là hơi nước đứng nhá, hơi nước đứng. Giá sẽ là 370k.
370k. Đó. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là không bị cháy nhá. Các bác chỉ cần là xả nước ra xong kéo đi kéo lại như này là ok này. Đấy, kéo đi kéo lại này là ok. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 370.000 thôi. Đấy, khi các bác là bắt buộc phải di chuyển, còn khi các bác đã bỏ ra rồi là nó sẽ bỏ hẳn ra ngoài. Cho nên là không sợ bị cháy bị nổ nhá. Giá sẽ là 370.000 rồi ok. Chào các bác nhá. Đó, đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Em sẽ đi vào chi tiết luôn. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái súng thư giãn nhá. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn. Đây nó sẽ là một con súng cực kỳ chất lượng và xịn sò như này các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một đầu súng này. Một đầu súng như này. Đó, nó sẽ là một đầu súng như này các bác này. Và kèm thêm cho các bác là có tới là 3-4 đầu massage luôn, 4 đầu massage. Các bác bật thì giữ lì này cho em này. Đấy, giữ lì này. Và tăng giảm cấp độ đây nhá, nó sẽ có 6 cấp độ nhá. Bật tắt đều là giữ lì hết nhá. Đấy, hàng rất là ngon. Thì các bác càng nhấp thì nó lại càng rung mạnh nhá, tức là nó sẽ là cảm biến lực. Nếu các bác ấn càng mạnh thì nó sẽ rung càng mạnh, còn các bác bỏ ra thì nó sẽ là rung từ từ này. Đấy. Các bác xem các bác thịt nó di chuyển các bác này. Đấy. Con này các bác dùng để massage cổ vai gáy đốt sống cổ dây thần kinh các thứ đều ok hết nhá. Đấy, nó sẽ bao gồm cho các bác là 4 đầu massage. Đấy, 4 đầu massage như này và một súng 4 đầu massage và kèm thêm cho các bác là một cáp sạc nhá, một cáp sạc như này. Giá thì chỉ có 170k thôi. Lên mã giúp cho em đó là súng thư giãn nhá. Nó sẽ là hình khẩu súng như này. Đấy. Cho nên bên em gọi nó là súng thư giãn nhá. Súng thư giãn. Giá sẽ là 170.000 nhá. 170k cho một em súng thư giãn như này. Giá hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái cam mô hình nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái dòng cam như này. Đấy, sẽ là một cái dòng cam như này và nó sẽ là cảm biến ánh sáng nhá, cảm biến ánh sáng có người đi qua thì nó sẽ sáng và không có người thì nó sẽ tự tắt nhá. Đấy. Và cảm biến ánh sáng cho các bác luôn. Đó. Tức là nó sẽ có 3 chế độ này, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này, tùy theo các bác để nhá. Và nó có điều khiển từ xa luôn. Và nó là dòng cảm biến này. Đấy, em che đi nhảy thì nó sẽ sáng này các bác nhá. Che cái tấm pin năng lượng mặt trời đi thì nó sẽ sáng, tức là ban đêm nhá. Đấy, ban đêm là nó sẽ sáng và có người đi qua thì nó sẽ sáng. Có người đi đến thì sẽ sáng và đi qua nó sẽ tắt. Và có 3 chế độ này, sáng mạnh này, sáng vừa và nhấp nháy này. À quên, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu thôi nhá, chứ không có nhấp nháy nhá. Đó. Đấy. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Có cả đai cho các bác nhá. Có cả đai để các bác bắt vào tường này. Đấy, và có cả điều khiển cho các bác luôn. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là cam mô hình nhá. Giá thì chỉ có 100 cành thôi. Lên cho em là cam mô hình này, cam mô hình. Giá sẽ là 100k một chiếc nhá. 100k trong cái cam mô hình như này. Đấy, rất tiện ích các bác dùng. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái khăn tắm Hàn Quốc nhá, khăn tắm Hàn Quốc. Kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 1m4. Hàng to, dài, rộng các bác có thể dùng để mình tắm gội thoải mái luôn nhá. Đấy, tắm giặt gội đầu rất là ok. Đấy, kích thước của nó là 70 nhân 1m4. Chiều rộng là 70 và chiều dài là 1m4. Một mặt bông mịn và một mặt bông thô như này. Các bác có thể dùng để mình tắm gội đầu đều ok hết nhá. Đấy, chất bông mềm mại, dùng cho trẻ em cũng rất là thích. Và giá thì siêu hạt rẻ cho các bác luôn. Một cái khăn tắm Hàn Quốc như này giá chỉ có cho các bác là 40k thôi. Đấy, các bác không đi đâu mà mua được một cái khăn tắm giá hợp lý như này đâu các bác nhá. Bình thường nếu các bác mua một cái khăn mặt không giá cũng đã phải mất mấy chục nghìn rồi. Thế mà đây một cái khăn tắm kích thước to như này, đẹp như này, mà hàng chất liệu của Hàn Quốc nhá. Đấy, sợi bông tự nhiên nhá. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc nhá. Con này thì giá của kích thước của nó sẽ là 70 nhân với lại 140 cm. Và giá sẽ là 40k nhá. 40k. Lên cho em là khăn tắm Hàn Quốc, giá sẽ là 40.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ ấm mặt trời nhá. Bộ ấm mặt trời đây. Thì đây nó sẽ là một cái bộ ấm bao gồm cho các bác là đựng trong một cái hộp mà rất là xịn sò như này, trong cái hộp vải như này. Các bác về thì có thể cho biếu tặng làm quà. Lên cho em là ấm mặt trời, giá sẽ là 140.000 nhá. Thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái chuyên này. Con chuyên này thì nó sẽ là vừa vặn trong lòng bàn tay như này nhá. Pha trà từ 3 đến 4 người uống là ok. Chè tam rượu tứ này. Đấy, một cái hũ để đựng chè này. Cái hũ này thì pha được khoảng 5 đến 7 chuyên chè này. Đấy. Tiếp theo là nó sẽ có cho các bác là 6 cái chén như này. Đấy, chất liệu của nó thì bằng đất nung của Nhật nhá. 6 chén như này.
và có cho các bác là một cái khay bằng nhựa và một cái giá đỡ này bằng tre này. Đấy, các bác đặt vào đây cho em, nó rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để pha trà tiếp khách rất là ok. Đó. Combo cho các bác là 6 chén một chuyên, một cái khay để các bác gắp chén như này. Đấy, hàng đựng trong hộp cực kỳ xịn sò luôn, kèm thêm cho các bác là một cái khăn lau nữa. Giá thì chỉ có 140.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là ấm mặt trời nhá, ấm mặt trời này. Đó. Ấm mặt trời giá sẽ là 140k cho một cái bộ ấm pha trà mặt trời như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái Eto của Nhật nhá. Đấy, hàng của thương hiệu Asahi. Hàng này thì nó sẽ là hàng mới thanh lý siêu thị chưa qua sử dụng nhá. Đấy. Tem của nó là tem nhôm này, hàng thương hiệu Asahi của Nhật này. Đấy, độ mở của nó sẽ là 6 phân nhá. Đấy, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn, chất liệu của nó là bằng thép nhá. Đấy, chất liệu của nó bằng thép này, con này dùng cực kỳ là phê luôn các bác này. Đấy. Độ mở của nó là 6 cm nhá, có cả cái phần này để các bác kê kích để đóng này. Đấy, và có phần kẹp bàn như này nhá, để các bác kẹp vào bàn này. Đấy, chất liệu của nó là bằng thép, rất là dày dẫn và chắc chắn. Giá thì chỉ có cho các bác là 100 bao nhiêu nhỉ? 180.000 nhá. Đấy. Giá chỉ có cho các bác là 180k cho con Eto này thôi. 180.000. Các bác lên mã giúp cho em đó là Eto nhá. Eto kẹp, giá sẽ là 180k. Đó. Eto kẹp này, đấy, Eto kẹp. Giá sẽ là 180k một chiếc nhá. 180.000 cho con Eto kẹp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác lên cho em là chổi cọ bàn ghế này. 35.000 một chiếc nhá. Cái này các bác có thể dùng để kỳ cọ bàn ghế rồi phẩy bụi phẩy biếc đều ok hết nhá. Bàn ghế, bàn thờ nói chung là để quét kỳ cọ bàn ghế rất là ok, hoặc là các bác vệ sinh bàn thờ cũng được. Đó, rất là đẹp. Đấy, chiều dài của nó có cái phần lông này là khoảng 20 cm và chiều ngang thì khoảng 5-7 cm, nó rất là nhiều lông nhá. Nên các bác dùng để quét kỳ cọ bàn ghế hoặc là vệ sinh bàn thờ rất là tiện ích luôn. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế nhá. Giá sẽ là 35k một chiếc nhá. 35.000 trong cái chổi cọ bàn ghế như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mẫu chổi, đó là chổi lông phớt trần nhá. Đấy, chất liệu của nó thì bằng sợi lông lông tĩnh điện nhá, sợi lông tĩnh điện. Cái sợi lông tĩnh điện này thì nó sẽ là cái chức năng của nó là nó hút các cái loại bụi vào nhá. Đấy. Nó sẽ hút các cái loại bụi vào, nó rất là tiện ích này. Đấy. Nó sẽ hút bụi vào, nó rất là tiện nhá, hút bụi vào nó rất là tiện. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đầu gen xoáy này, các bác xoáy vào cho em này, cái này có thể ngoắt nghéo này, ngoắt nghéo như này. Đấy, các bác có thể cụp lên cụp xuống được nhá. Và con này thì các bác có thể kéo giãn ra cho em này. Đấy, rất là dày dẫn chắc chắn luôn. Các bác có thể kéo giãn ra khoảng từ 1m8 đến khoảng từ 2m đến 2m8 nhá. 2m4 đến 2m8, rất là dài luôn. Đó, 2m4 đến 2m8. Có thể kéo dài ra này. Đấy, hoặc thu ngắn vào này mình dùng để mình phớt trần, lau trần rồi nói chung là vệ sinh này. Giá thì cực kỳ hạt rẻ cho bác luôn. Cuối năm tết nhất là các bác mua về để mình vệ sinh nhà cửa này. Giá chỉ có cho các bác là 55.000 thôi. Lên mã giúp em đó là chổi lông phớt trần nhé. Chổi lông phớt trần, hàng cực kỳ đẹp, dày dẫn và chắc chắn cho các bác luôn. Đó. Và tháo lắp rất là tiện dụng luôn. Lên cho em là chổi lông phớt trần nhé. Giá sẽ là 55k. 55k. Đấy, lên cho em là chổi lông phớt trần này. Chổi lông phớt trần nhé. Giá sẽ là 55.000 cho cái chổi lông phớt trần như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu. Con này thì sẽ là 95.000 cho một con đèn phễu như này. Đó, có dây để các bác đeo đầu này và có cáp sạc này. Và đây nó sẽ là một con đèn như này các bác này. Đấy. Đây, đấy, rất là sáng luôn. Có chế độ sáng mạnh, sáng vừa này, sáng yếu này. Đấy. Có 3 chế độ sáng như này, có báo pin nhá. Có báo pin cho các bác luôn. Và rất là tiện ích các bác này. Đấy, rất tiện ích luôn. Đó, rất hợp lý cho các bác luôn nhá. Đó. Giá rất hợp lý các bác nhá. Đó, đây. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đấy. Đấy, và có chế độ tia siêu sáng luôn nhá. Đó, rất là sáng nhá. Đấy, có pha rộng, pha hẹp này. Và con này cũng có chế độ cảm biến luôn các bác nhá. Đấy, cảm biến đây các bác này. Đấy. Con này cũng có chế độ cảm biến luôn. Đấy, khi các bác muốn dùng chế độ cảm biến thì các bác nhấn cái nút bên này cho em này. Đó, gạt qua gạt lại này. Đấy, gạt qua gạt lại là nó sẽ sáng và tắt này. Cái mắt cảm biến của nó thì ở bên hông như này nhá. Các bác chỉ cần là đây các bác này. Đấy, mình chỉ gạt cái tay này nó tắt này, bật này. Đấy, tắt này, bật này. Tắt này, bật này, coi nhá, tắt, bật này. Đấy, tắt, bật này, rất là tiện ích luôn nhá. Thì lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá, đèn phễu. Con này thì giá chỉ có 95.000 thôi. Cũng có chế độ cảm biến luôn để các bác sử dụng nó rất là tiện ích, mình không cần phải dùng tay để mình tắt bật nó mất công. Đấy, các bác có thể chỉ cần gạt tay qua là xong. Lên cho em là đèn phễu nhá, đèn phễu. Giá sẽ là 95.000, đèn phễu này. Đấy, nó to như một cái phễu ấy, giá sẽ là 95k nhá, 95.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái con dao lọc các bác nhé. Các bác lên cho em là dao lọc bao da này.
hàng của Nhật cực kỳ cao cấp luôn. Con này các bác dùng để thái lọc phi lê rất là ok. Đó, hàng thép liền thân như này, cán ốp gỗ ba đinh thép này, rất đẹp, rất dày dẫn chắc chắn cho các bác luôn. Thái lọc phi lê thì thôi rồi luôn các nhá. Dao rất là bén và đựng trong một cái bao da cực kỳ chất lượng và xịn sò như này. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 130.000. Đấy, lên cho em là dao lọc nhá. Dao lọc giá sẽ là 130k. Đó. Dao lọc này, 130k cho một con dao lọc như này. 130.000 cho một con dao lọc như này các bác nhá. Con này thì rất tiện ích để cho các bác sử dụng luôn. Giá thì cực kỳ hợp lý rồi, ok. Chào các bác, quay trở lại với shop Huấn Phạm nhá. Đấy, hôm nay thì bên shop lại tiếp tục cập nhật các mẫu hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác dưới 200 cộng thêm cho em 30.000 để ship, hoan hỉ vui vẻ các bác nhá. Đó, em sẽ đi vào chi tiết luôn để các bác khỏi phải lâu chờ đợi. Hôm nay bên shop về cho các bác một số các cái mã vòng rất là hay và đẹp. Đây là đều là các cái loại vòng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông, dùng cực kỳ là tốt luôn. Và nó sẽ có hai loại, đều là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Nó sẽ có là một loại là vòng trầm gỗ và một loại là vòng vàng. Đó, thì đầu tiên em sẽ lên cho bác cái mã vòng vàng này. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là vòng vàng. Thì đây nó sẽ là một con vòng như này. Ở đây nó sẽ có đính các cái hạt nam châm từ trường này. Đấy, các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi các bác đeo vào nhá, thì vừa chức năng là trang trí này, vừa chức năng là trang trí rất là đẹp luôn. Đấy, đeo lên nó sẽ rước tay lên rất là nhiều, rất là đẹp nhá. Đó, tức là vừa là trang trí này, vừa giúp cho các bác là điều hòa huyết áp, đả thông kinh mạch, máu huyết lưu thông rất là tốt luôn. Đấy, thì lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nha, vòng vàng. Ở đây thì nó sẽ có đính cho các bác các cái hạt nam châm như này. Các cái hạt nam châm từ trường như này thì khi mà các bác đeo vào thì nó giúp cho các bác là máu huyết lưu thông ổn định rất là tốt luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật cực kỳ cao cấp nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng nhá, vòng vàng điều hòa huyết áp. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có cho các bác là 50.000 cho một con vòng vàng điều hòa huyết áp như này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòng vàng này. Đó. Đây, các bác lên cho em là vòng vàng nhá. Vòng vàng điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k. Đó, 50k. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một cái mã đó là cái vòng trầm gỗ nhá. Đấy, thì đây nó sẽ là bằng gỗ. Đấy, bằng gỗ trầm và cũng giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Con này thì nó lại đựng trong cái hộp rất là xịn sò. Hàng thì cực kỳ là cao cấp cho các bác luôn. Đây các bác này. Đó, hàng nội địa của Nhật, các cái hạt trầm gỗ như này. Các bác có thể dùng để đeo tay này. Đeo tay hoặc là mình có thể đeo trực tiếp vào cổ cũng được, rất là đẹp cho các bác luôn. Đó, thì lên mã giúp cho em đó là vòng trầm gỗ nhá. Đeo vào thì rất là đẹp luôn. Các bác có thể dùng để đeo tay trang trí này. Đấy, để giúp cho các bác là điều hòa huyết áp luôn. Nó sẽ có 108 hạt này, kèm cho các bác là một cái đài sen rất là đẹp này. Đó, có thể đeo tay đeo cổ này. Mùi trầm tự nhiên rất là thơm. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu và rất là tuyệt vời. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 50 cành thôi. Đấy, hàng rất chất lượng cho các bác luôn, đựng trong cái hộp như này. Các bác có thể mua để cho, biếu tặng, làm quà, rất tuyệt vời. Thì lên cho em là vòng trầm gỗ nhá. Vòng trầm gỗ này. Vòng trầm gỗ, giá của nó sẽ là điều hòa huyết áp này, điều hòa huyết áp giá sẽ là 50k nhá. Đấy, thì bên shop có hai mẫu, một mẫu là vòng trầm gỗ, một mẫu là vòng vàng. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái tất 10 nhá. Tất 10 thì nó sẽ có loại là màu đen và màu có loại màu đen và màu trắng như này. Đấy, một vỉ này là 10 đôi nhá. Một vỉ này 10 đôi. Giá thì rất là hợp lý cho bác rồi. Giá chỉ có 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này thôi nhá. 90.000 cho một vỉ 10 đôi như này. Đấy. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất 10 nhá. Hàng của thương hiệu Nai này. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn. Đấy, co cầm cho anh cái tất này đây. Co giãn tất hộp đây. Co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi cực kỳ tốt luôn. Đấy, và dòng này thì bên em có hai màu. Màu đen và màu ghi nhá. À, màu đen và màu trắng. Đó, màu đen và màu trắng. Giá thì sẽ là các bác lên mã giúp cho em đó là tất 10 nhá. Đấy, tất vỉ 10 này, tất vỉ 10 nó sẽ có là màu đen và màu trắng nhá. Đấy, các bác lên cho em là tất vỉ 10 đen hoặc tất vỉ 10 trắng, giá sẽ là 90k nhá. 90k cho một vỉ như này. 90.000 cho một vỉ như này bao gồm là 10 đôi, 90.000 cho một vỉ 10 đôi các bác nhá. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có cho các bác là hai màu, màu đen và màu ghi. Đấy, có hai màu như này, màu đen và màu ghi nhá. Đấy. Dòng này của nó thì chỉ có 5 đôi thôi. Chỉ có 5 đôi thôi nhá. Đó, chỉ có 5 đôi như này thôi. Và nó sẽ dài hơn cái tất 10 nhá, dài hơn cái tất 10. Nó sẽ dài hơn, cổ nó sẽ cao tầm khoảng là trên 10 cm. Thì các bác thích đi cái loại cổ ngắn hoặc cổ dài thì tùy theo các bác có thể lấy.
Hàng thì đều là hàng co giãn 4 chiều nhá, thấm hút mồ hôi cực kỳ là tốt luôn, và dùng thì cực kỳ là tiện ích. Và cái giá thì cũng rất là hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 80.000 cho một vỉ bao gồm là 5 đôi nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp bao gồm là 5 đôi. Đó, sẽ có màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi như này. Thì các bác lấy màu nào thì lấy nhá, lấy màu nào thì lấy cho em. Đó. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là tất hộp 5 nhá, tất hộp 5 này. Tất hộp 5. Đấy, có sẽ là màu đen và màu ghi nhá, màu đen và màu ghi. Giá thì sẽ là 80k nhá. Đấy, 80.000 cho một hộp 5 đôi nhá. Chỉ có 5 đôi thôi các bác nhá. Đấy, tất hộp 5 đôi nhá. Đấy, các bác lưu ý cho em, 5 đôi này, còn vỉ với là 10 đôi, xem kỹ cho các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã sản phẩm đó là cái con dao dao chặt 1 cân nhá. Hàng thì sẽ là hàng made in Japan này. Đó, made in Japan. Và con này của nó thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Murato của Nhật. Hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện, chưa qua sử dụng, thanh lý siêu thị, nặng 1 kg, chặt cực kỳ là đầm tay và chất lượng cho các bác luôn. Đấy, đây, em sẽ chặt thử cho bác xem nhá. Đây, chặt thử thực tế cho bác xem luôn này, đây nhá. Chặt sắt nhá, đây là sắt này, chặt cho các bác xem nhá. Đó đây. Chặt sắt này các bác thấy không? Đây, đấy, chặt sắt không có hề hấn gì nhá. Đấy các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn, không cong vênh sứt mẻ gì đây các bác này. Đấy. Chặt sắt này, rất là ngon luôn các bác này. Đó, thấy chưa? Các bác thấy không? Không hề cong vênh mứt mẻ gì. Các bác có thể dùng để chặt gà, chặt cá, chặt xương trâu, xương bò, rồi nói chung là đa di năng và đa di năng luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là dao chặt 1 cân nhá, dao chặt 1 cân. Giá chỉ có 230 cành, bao ship đến tận nhà cho bác luôn. Nhận hàng kiểm tra thanh toán giúp cho em nhá. Nhận hàng kiểm tra thanh toán. Lên cho em là dao chặt 1 cân nhá. Đấy, dao chặt 1 cân này. Dao chặt 1 kg. Giá sẽ là 230k nhá. 230.000, bao ship đến tận nhà luôn. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác cái nhang trầm đốt nhá. Đấy, nhang trầm đốt thì đây nó sẽ là một cái dòng nhang trầm như này. Đấy, của nó sẽ có cho các bác là 50 vòng. Cuối năm đến nơi rồi. Các bác mua nhang trầm về mình vừa là đốt thư thái này, vừa là có thể là thắp hương cho các cụ cũng rất là ok. Đó thì một vỉ này của nó sẽ bao gồm là hai vòng, một vỉ này là hai vòng nha. Các bác tách cho em một vỉ này là hai vòng. Và nó có 50 vỉ, 50 vỉ nhân đôi thì nó sẽ là 100 vòng nhá. 50 vỉ nhân đôi nó sẽ là 100 vòng. Đấy, và giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá chỉ có 40k thôi. 40.000 cho một 40.000 cho một thùng như này. Đấy, 40.000 cho một một hộp như này các bác nhá. Đấy, lên cho em là nhang trầm đốt nhá, nhang trầm đốt. Giá của nó sẽ là 40k. Đó, lên mã giúp cho em đó là nhang trầm đốt nhá. Nhang trầm đốt này. Nhang trầm và dùng để đốt. Đấy, nhang trầm đốt. Giá sẽ là 40k nhá. 40k trên một một hộp như này. Một hộp này sẽ là 40k và bao gồm cho các bác là 100 vòng nhá. 100 vòng hàng nội địa của Nhật. Chất liệu của nó là trầm tự nhiên, rất là thơm nhá, hương trầm tự nhiên, thơm dịu nhẹ, dễ chịu, dùng cực kỳ là đã đời luôn. Đó, rất là thư thái nhá. Và các bác sử dụng thì thời gian cháy của nó thì là từ 2 đến 3 tiếng các bác nhá. Từ 2 đến 3 tiếng, có thể đến 4 tiếng tùy theo môi trường, nếu mà hiếm gió nhá. Ít gió thì nó cháy rất là lâu. Đó, 40.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái đèn wifi nhá. Con này sẽ bao gồm cho bác là một đèn và một cáp sạc như này. Hàng thì của Đức này, made in Germany này. Con này thì em đã có cái video test ở ngoài rời cho các bác xem rồi. Đấy, có thể điều khiển ngọt lên ngọt xuống như này. Hàng này thì cái thân này của nó sẽ là bằng hợp kim này. Hàng của Đức và xuất Nhật nhá. Đó, pha của nó thì rất là rọi và sáng luôn. Và con này ưu điểm của nó là có bật tắt cảm biến nhá. Đây, ở đây nó sẽ có hai cái mắt như này, một cái mắt sáng và một cái mắt để tối này. Đấy, một cái mắt để điều khiển ánh sáng và một mắt để tắt. Đấy, tức là có hai cái mắt cảm biến như này các bác này. Hai mắt cảm biến đây. Đấy, bật này, tắt này, bật tắt này, rất là tiện luôn. Đó, bật này, tắt này, bật tắt này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi nhá, đèn wifi. Giá chỉ có cho anh em các bác là 130.000 thôi, 130.000. Lên mã giúp cho em đó là đèn wifi này, đèn wifi. Giá sẽ là 130k nhá, 130.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia. Các bác lên mã giúp cho em đó là kia gen co nhiệt nhá. Giá thì chỉ có 50 cành cho một con gen co nhiệt như này thôi. Thì đấy có để test ý. Không biết bên kia nó test chưa? Ừ, được rồi. Gen co nhiệt nhá. Ở đây thì một hộp này của nó sẽ bao gồm cho các bác là 328 đầu, 328 PCS này. Đấy, tức là 328 đầu. Ở đây thì nó sẽ có to, nhỏ, lớn, bé, mẹ con đầy đủ cho các bác luôn. Đấy, từ 5 ly đến 0,1 ly. Đây, qua này. Đấy, các kích thước của nó đây. Thì các bác có thể dùng để trực tiếp để mình luồn vào dây điện, sau đó thì mình dùng lửa mình hơ đi cho em là xong. Đó, và giá chỉ có 50.000 thôi. 328 đầu, các bác mua một hộp này về dùng cho cả đời luôn nhá. Đấy, lên cho em là gen co nhiệt này. Gen co nhiệt giá sẽ là 50k nhá. Đấy, gen co nhiệt 50k trên một hộp như này. Bao gồm là 328 đầu, rất là tiện luôn. Tức là mình đấu dây điện và mình luồn qua, sau đó thì mình đốt là nó sẽ
thu vào là xong có nhá, ghen con nhiệt. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia kẹo chuột nhá. Con này thì hàng thị phần của nó là số 1 của Thái Lan luôn rồi, bên shop bán rất là nhiều rồi. Con này thì cực kỳ là nhạy luôn các bạn. Em bán rất là nhiều rồi, cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, chuột to, chuột lớn, chuột nhỏ, chuột bé, chuột nhà, chuột đồng các bác nhá. Đấy, chuột nhắt, chuột cống nhá, đều chết hết luôn. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có một cái nó là thuộc dạng thuốc sinh học và nó có một cái màu sắc rất là hấp dẫn luôn. Và khi con chuột nó đã ăn là nó kéo cả đàn đến ăn luôn và chết cả đàn luôn nhá, chết cả đàn luôn, chết cả họ luôn, chết cả dòng họ luôn các bác nhá. Đó, có những con chuột nó cách từ khoảng 10 15 cây số nó vẫn đến nó ăn các bác nhá. Đấy, cho nên là diệt được cả xóm cả làng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 30k cho một lọ kẹo chuột như này thôi. Đấy, kẹo chuột nhá. Đấy, lên cho em là kẹo chuột, giá sẽ là 30.000 cho một lọ kẹo chuột như này. Dùng cực kỳ là nhạy luôn. Đấy, màu vàng. Con này hàng của Thái Lan nhá, thị phần bán của nó là số 1 của Thái Lan luôn và nó bán trên toàn cầu luôn. Hàng độc quyền của Thái Lan nhá, bán cực chạy luôn. Được. Hello chào các bác nhá. Nay thì Phạm Huấn lại tiếp tục về các mã hàng thì em lại lên video để gửi tới các bác trân trọng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng, tránh việc không nhận hàng. Đó. Và cái mã sản phẩm em lên cho bác trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì em sẽ lên cho các bác một số các cái mã đó là cái vòi nước nhá. Vòi nước thì bên shop về nó sẽ có hai mẫu. Đó là mẫu đầu tiên nó sẽ là mẫu van hai đầu nhá. Đấy. Các bác lên cho em là van hai đầu. Đó, van hai đầu như này. Đấy, đây nó sẽ là một con van nước hai đầu như này nhá. Bằng inox 304 không bắt 500. Inox 304. Inox 304 không bắt 500 các bác nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là van hai đầu. Van hai đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 75.000 nhá, 75.000. Lên cho em là van hai đầu nhá. Van hai đầu này. 75k đợt này về cho bác, giá chỉ còn là 70k cho một con van hai đầu như này nhá. 70.000 cho một con van xả hai đầu như này. Đấy, lên cho em là van xả hai đầu nhá, van xả hai đầu này. Tiếp theo thì nay bên shop có về cho bác một cái mẫu van xả một đầu này thì bên shop bán rất là nhiều rồi. Đó. Con này nó cũng là hàng inox 304. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái van một đầu nhá. Đấy. Van một đầu đây, cũng hàng bằng inox 304 này, su 304 nhá, su 304. Cực kỳ dày dẫn chất lượng cho bác luôn. Tất cả đều có đầu gen xoáy như này nhá, đều có đầu gen xoáy này các bác này. Đấy. Đầu gen xoáy này các bác có thể xoáy ra để kết nối với các cái vòi nước khác cũng rất là ok. Đó, inox 304 dày dẫn chắc chắn. Lên mã giúp cho em đó là van xả một đầu nhá. Đấy. Van một đầu. Con này thì các bác lên cho em là van một đầu. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là van một đầu này, giá của nó sẽ là 50k nhá. Đấy, đang bán là 55.000, về cho bác giá là 50k. Lên cho em là van một đầu nhá. Van một đầu này, đó. Đấy, van một đầu. Đấy, giá của nó sẽ là 50.000. Đó, van xả, vòi xả một đầu, giá sẽ là 50.000 nhá, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái chai xịt RP7 này. Đây là một cái dòng xịt chuyên để xịt các bác xịt vào các cái vị trí ví dụ như là bị thấm gọi là bị ngấm nước này, ngấm nước này, hoặc là nói chung là bị gọi là đây. Đấy. Hàng thì nó sẽ là hàng của Australia này các bác này. Đấy, Australia các bác nhá, Australia. Đấy, và ở đây thì nó sẽ là khởi động lại động cơ bị thấm ướt này. Đó, làm nới lỏng các bộ phận bị rỉ sét này. Tiếng kêu phát ra từ động vật cọ sát này. Đấy, từ các cái vật cọ sát này. Và chống rỉ sét và ăn mòn. Đấy, thì các bác lên cho em là xịt RP7. Giá của nó sẽ là... Các bạn, 16 bạn nam, 12 bạn nữ. Ok. Lên cho em là xịt RP7 nhé. Xịt RP7. Xịt RP7 giá sẽ là 50k. Đấy, trước em bên em có cái mẫu 35.000, nhưng 35.000 thì hết rồi. Tại vì mẫu 35.000 là mẫu rất là nhỏ. Cái mẫu này thì 50.000 và nó to gấp đôi luôn. Xịt RP7 nhá. RP7 giá sẽ là 50k cho một bình xịt như này. 50.000 nhá. Đấy, 50.000 cho một bình xịt RP7 này rất tiện ích luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái dòng đồ thực phẩm nhá, đồ thực phẩm. Con này thì nó sẽ là hàng táo khô. Đấy, táo khô của Nhật này. Đấy, hàng rất đẹp cho bác luôn. Hạt to, đều đẹp, chất lượng. Các bác lên cho em là táo khô của Nhật nhá. Cái này thì giá của nó sẽ là 100.000 cho một bịch như này. 100.000 cho một bịch táo khô như này. Đấy, cân nặng của nó thì vào khoảng từ 800g đến 1 cân nhá. 800g đến 1 cân. Thì các bác lên cho em là táo khô nhá. Táo khô, giá của nó sẽ là 100k cho một túi như này nhá. 100k cho một túi táo khô như này. Rất tiện ích luôn các bác này. Đấy, đây. Hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đó, táo của Nhật này. Cái này thì các bác có thể dùng để mình hãm nước uống trực tiếp này, hoặc là ngâm rượu này, hoặc là nói chung là dùng đa di năng được luôn. Đó, hầm xương này, nói chung là làm các công việc đều được. Đấy, các bác chế biến thực phẩm thức ăn rất là ok. Hàng to đều đẹp.
an toàn vệ sinh thực phẩm nhá. Giá thì chỉ có 100.000 cho một bịch táo khô như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bịch nho khô nhá. Đấy, con này thì nó sẽ là đựng hộp như này. Đựng hộp như này các bác có thể mua cho biếu tặng làm quà hoặc là mua về để đi Tết cũng rất là đẹp và lịch sự. Đấy, đây nó sẽ là một bịch như này các bác này. Đấy, một bịch như này. Hạt to đều đẹp. Đấy, to đều đẹp như này. Rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Đấy các bác thấy không? Đó, to đều đẹp rất là tuyệt vời. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới bác một cái bịch táo khô như này. Giá của nó sẽ nho khô như này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90k. Đấy, lên cho em là nho khô này, nho khô. Giá của nó sẽ là 90k nhá. Con này thì cân nặng của nó thì nó cũng vào khoảng là từ 6 đến 8 lạng nhá. Đấy, 6 đến 8 lạng. Đây, hàng thì của tập đoàn Samsung này. Đấy, của tập đoàn Samsung. Đó, giá thì rất hợp lý, chỉ có 90.000 cho một bịch nho khô như này thôi. Thì bên shop có nho khô, nho khô, táo khô thì tùy theo các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Tiếp theo thì em về cho các bác cái con máy mài dao nhá, máy mài dao. Con này thì bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Đấy, và con này thì nó hàng này nó sẽ có sẵn cho các bác cái đầu cắm như này luôn. Các bác chỉ cần cắm và bật công tắc lên là xong nhá. Cắm và bật công tắc lên cho em là xong. Đó. Và có cả viên đá mài ở đây nữa. Giá thì sẽ là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Chuyên dùng để mài dao, mài dao, mài kéo rất là ok nhá. Đấy. Có cả phần mài dao, có phần mài kéo và các bác lắp vào là cái viên đá mài nó sẽ chạy nhá. Rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là máy mài dao nhá. Máy mài dao. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là ưu đãi luôn. Chỉ có cho các bác là 90.000 cho một con máy mài dao này thôi. 90k nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là máy mài dao này. Giá sẽ là 90k. Đó, máy mài dao. Máy mài dao giá sẽ là 90k nhá. 90k cho con máy mài dao như này. Đây các bác này, đây nó sẽ là một con máy rất là xịn sò như này các bác này. Đấy. Đưa cho anh cái lọc rác. Đấy, rất là tiện luôn nhá. Đó. Một cái thôi. Đấy, rất là tiện luôn. Con này thì rất là thông minh, các bác có thể dùng để mình mài dao mài kéo rất là tiện nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá cực kỳ là tốt luôn. Một con máy mài dao như này các bác này. Đấy. Các bác đưa vào mình liếc đi như này cho em là xong này. Đó, coi theo. Đây. Rất tiện ích luôn nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 cho một con máy mài dao như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100k cho một con đèn học chống cận như này. Con này thì các bác có thể dùng để cho các em học bài này. Đấy, rồi nói chung là đa di năng luôn. Và dòng này của nó, nó sẽ là cái dòng bằng pin nhá, chạy bằng pin. Đấy, tương đối là tiện ích luôn. Và có cáp sạc nhá, chạy pin có cáp sạc này. Đấy, các bác bật lên này cho em này. Học bài, đọc sách này. Hoặc là khi mà mất điện thì các bác có thể dùng để mình ăn cơm, ăn nước, nó rất là tiện luôn. Đó, đây, bác lắp cái này vào cho em này. Đó, rất là chắc chắn luôn. Đây, thì ở đây là công suất của nó là 10W này. Đấy, nó sẽ có chế độ sáng mạnh, sáng vừa và sáng trung tính nhá. Đấy, rất sáng luôn. Các bác có thể dùng để đọc sách này. Đấy, rồi học bài này, có thể gập lên gập xuống được rất là tiện này. Các bác theo. Đó. Lên cho em là đèn học chống cận nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con đèn học chống cận như này thôi. Và chạy bằng pin, cảm biến này, bật này. Đấy, sáng mạnh, sáng vừa, sáng yếu này. Đó, rất là sáng luôn các bác nhá. Đấy, rất sáng luôn. Thì công suất của nó là 10W. Các bác có thể dùng để ăn cơm, ăn nước này, học bài, đọc sách, nói chung là đa di năng luôn, cũng rất là tiện ích. Có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này nhá, kèm một cái cáp sạc như này. Lên cho em là đèn học chống cận. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá chỉ có 100.000 thôi. 100k cho con đèn học như này thôi. Thì con này các bác dùng rất là tiện ích luôn, mua cho các em nó học bài viết rất là tiện. Đèn học chống cận này, đèn học chống cận giá sẽ là 100k nhá, 100k cho con đèn học chống cận như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ rổ này. Các bác lên cho em là bộ rổ vuông nhá. Thì đây nó sẽ là một cái rổ như này, một cái rổ như này. Và nó sẽ có cho các bác là 3 chậu và 3 rổ nhá. Đấy, combo sẽ là 3 chậu 3 rổ. Hàng thì nó sẽ là cái hàng nhựa của Song Long nhá. À, nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, nhựa của Việt Nhật, siêu mềm và rất là dẻo dai với nhá. Siêu mềm rất dẻo dai như này. Giá thì chỉ có 90.000 thôi, 90.000 cho một bộ rổ vuông như này. Các bác lên cho em là rổ vuông nhá. Rổ vuông, giá của nó sẽ là 90k cho một bộ rổ vuông như này. Nhựa này của nó rất là dẻo dai luôn các bác này. Đây, rất dẻo dai luôn các bác thấy không? Đây. Đấy, dùng nó rất là đã này các bác này. Đấy. Quấn vào cũng không việc gì luôn các bác thấy không? Rất dẻo dai nhá. Thì nó sẽ có cho các bác là 3 đôi như này, 3 đôi như này, rổ kèm chậu như này, cứ 3 đôi như này, 90.000 cho 3 đôi. Đấy, 90.000 cho 3 đôi như này thì nói chung nó cũng rất là tiện ích và giá hợp lý rồi. Chất nhựa của nó khỏi bàn luôn. Đấy, nhựa nguyên sinh, an toàn thực phẩm và sử dụng thì cực kỳ là tiện ích cho các bác luôn. Và cái giá thì rất là hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 90k trong cái bộ rổ vuông này thôi.
hàng nhựa của Việt Nhật nhá. Đấy, hàng liên doanh Việt Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn, và giá sẽ là 90k. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái lọc rác inox nhá, giá sẽ là 15.000. Các bác đặt vào cái chậu rửa bát đấy, nhà mình đấy, chậu rửa bát hoặc là các cái phần nào vừa cái này thì các bác đặt vào cho em, giá sẽ là 15k nhá. Lên cho em là lọc rác inox này, lọc rác inox nhá, lọc rác inox giá sẽ là 15k một chiếc như này nhá, 15k một chiếc lọc rác inox như này. Đây em sẽ có video thực tế cho các bác xem luôn, nó rất là tiện ích. Đây các bác này, đấy, ví dụ như các bác dùng một cái lọc thường như này thì nó rất là bẩn nhá. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó, tôi ném thẳng vào thùng rác. Dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật, chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Một món đồ không thể thiếu trong căn bếp của bạn, nó thực sự dễ sử dụng hơn nhiều so với bàn gốc. Lỗ bàn đầu nhỏ hơn, thoát nước rất chậm, dễ dàng tích tụ nước, và lỗ của nó cũng tương đối lớn. Giống như cặn gạo còn sót lại có thể dễ dàng dính vào đó, tôi ném thẳng vào thùng rác. Dùng cái này tiện lợi hơn, nhiều lỗ nhỏ hơn và thoát nước nhanh hơn. Điều quan trọng nhất của việc không tích nước là nó không dính vào đồ vật, chỉ cần đổ nhẹ nhàng là sẽ sạch, thật tiện dụng phải không ạ? Giới thiệu mọi người lọc rác bồn rửa bát tiện lợi ạ. Cái loại thông thường khi sử dụng ấy, mọi người phải tắt một vài hạt cơm thì nước chảy rất chậm nhá. Còn cái loại này là bằng lưới này, khi mọi người sử dụng thì có lỗ thoát nước nhiều hơn, không bị chảy chậm và tắc nữa nhá. Mua hàng những ngày mà không chảy màu vàng. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác hôm nay đó là bên shop tiếp tục về cho các bác dòng sản phẩm đó là cái keo đa năng xanh nhá. Giá thì sẽ là 20.000 cho một típ như này. Đấy, keo đa năng xanh. Đấy, giá sẽ là 20.000 cho một típ keo đa năng xanh như này. Dòng này của nó thì nó sẽ là một cái dòng keo siêu dính luôn. Dính trên mọi chất liệu và trên mọi bề mặt. Một lọ này của nó thì nó sẽ được là 60g nhá, 60g. Lên mã giúp cho em đó là keo đa năng xanh nhá. Keo đa năng xanh này. Keo đa năng xanh. Giá sẽ là 20k một típ và 50.000 cho 3 típ nhá. Keo đa năng xanh. Đây em sẽ có video thực tế luôn. Như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất, đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán, đảm bảo sẽ lại dính lấy nhau nhé. Nói đây là loại keo siêu dính xịn nhất thị trường, có thể gắn kết gần như mọi thứ kể cả tình cảm của bạn với cờ rất. Đừng sử dụng đinh vít nữa, vì đã có keo siêu dính Nomo Nail công nghệ Nhật Bản, có thể dùng để dán, hàn gắn mọi chất liệu từ sắt, thép, gỗ, nhựa, thủy tinh, cao su, dễ dàng dán các vật dụng bị đứt gãy, dán kệ treo tường, dán bàn ghế gỗ, dán cửa tủ, móc treo quần áo, giày dép. Keo chịu được sức nặng của 5 người, chống thấm nước, chống rò rỉ, bảo quản ngoài trời lên đến 10 năm. Anh chị nào mà dặn nứt tình cảm với người yêu thì mua cái này về dán. Đó, giá thì chỉ có 20.000 cho một típ thôi nhá, và 50.000 ba típ. Mã tiếp theo đó là bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái hộp tam đồng nhá. Các bác lên cho em là hộp tam bằng đồng như này. Đó, hộp tam bằng đồng rất là đẹp luôn. Cái này thì chính thức của nó thì gọi tên là hộp tam đồng thôi. Nhưng mà nó là thuộc dạng là hợp kim mạ đồng nhá, hợp kim mạ đồng. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 95.000 cho một hộp tam đồng như này. Đó. Các bác về các bác chỉ cần là cho tam vào đây cho em là xong. Cho tam vào đây. Đấy, khi nào dùng thì mình ấn thì nó sẽ đẩy lên. Đấy, bỏ xuống thì nó sẽ là đẩy xuống. Đó, rất là tiện ích luôn. Lên mã giúp cho em đó là hộp tam đồng nhá, hộp tam đồng. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, 95k cho cái hộp tam đồng như này nhá. Hộp tam đồng giá sẽ là 95k một hộp. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia sạc. Có lên cho em là dây sạc nhanh iPhone nhá, dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đây sản phẩm nó sẽ bao gồm cho các bác là một củ và một dây như này. Đấy, một củ một dây như này. Hàng thương hiệu iPhone, nguyên đai nguyên kiện như này nhá. Đấy, iPhone. Rất chất lượng cho các bác luôn. Đó thì con này các bác có thể dùng để mình sạc cho chuyên sạc cho điện thoại iPhone. Siêu tiện ích luôn này các bác này. Đấy, cảm ơn đây chị ạ. Đó, chuyên sạc cho điện thoại iPhone nhá. Đó, hàng của thương hiệu iPhone rất tiện ích cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em đó là dây sạc nhanh iPhone. Đấy thì đựng trong một cái hộp rất chất lượng như này. Hàng của thương hiệu iPhone 14 Pro Max nhá. Đấy, công suất của nó là 20W. Đấy, đây. Đây các bác này. Đấy. Công suất của nó là 20W nhá. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 thôi. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái đèn mang sông nhá. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông này. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 cho một con đèn mang sông như này. Đấy, nó lẫn lộn ấy, tách nó ra. Đấy.
hàng made in Japan nhá. Đấy, con này thì các bác chỉ cần bật này lên là nó sẽ lên đèn sáng này, rất đẹp luôn nhá. Có điều chỉnh chiết áp luôn. Lô này về bên shop về cho các bác một cái màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Màu này thì các bác có thể dùng để decor trang trí này, để trên ban thờ các thứ này, đều rất là ok nhá. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn. Chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Con đèn mang sông này là 130 à? 120.000 các bác nhá. Đấy, giá đợt này về giá sẽ là siêu tốt cho các bác luôn. Đấy, có công tắc này. Con này thì vừa là đóng mát vừa là chiết áp luôn, tăng giảm áp lực nhá. Đấy, đây các bác này. Và đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái quả pin như này. Pin 18650 nhá. Và kèm cho các bác một cái cáp sạc, về nhà các bác cắm sạc vào cho em là xong. Rất là tiện ích luôn. Bật lên này, có điều chỉnh chiết áp sáng tối, dùng để ăn cơm ăn nước, decor trang trí ban thờ, phòng ngủ, phòng khách đều được hết nhá. Đấy, ngoài ban công, ngoài hiên rồi, nói chung là để đâu cũng được, rất hợp lý thôi. Giá thì chỉ có cho các bác là 120.000 nhá. 120.000 cho một con đèn mang sông như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn mang sông. Đèn mang sông này, đèn mang sông, giá của nó sẽ là 120.000 nhá. Trước đang bán 130, về cho bác giá 120 luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái khăn mặt nhá. Đấy, khăn rửa mặt của Hàn Quốc. Cái dòng này thì rất là tiện, các bác thì dùng để mình rửa mặt rồi vệ sinh cũng được hết nhá. Vệ sinh lau chùi bàn ghế bát đĩa đều được hết, thì các bác mua về mình sử dụng đa chức năng luôn. Thì mua cả dây này cho em cho nó rẻ. Một bịch này của nó sẽ là 10 chiếc và giá sẽ là 60.000. Lên mã giúp cho em đó là khăn mặt Hàn Quốc nhá, khăn mặt Hàn Quốc. Đấy, một bịch này là 10 chiếc và giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000 một bịch như này và bán cho 20.000 ba chiếc. Hàng siêu dày dẫn luôn, siêu dày dẫn chắc chắn rất là ngon lành nhá. Và sẽ có cho các bác kích thước là chiều dài sẽ là 50 và chiều rộng là 30. Hàng cực kỳ dày dẫn chắc chắn và đẹp cho các bác luôn. Và có đủ màu cho các bác luôn. Đó thì hàng của Hàn Quốc như này rất là chất lượng nhá. Đó. 20.000 ba chiếc. Giá bên shop bán cho các bác sẽ là 20.000 trên bằng 3 cái nhá. Và 60.000 trên 10 cái. 60.000 là bằng một bịch như này là 10 cái nhá. Đấy, một bịch này 10 cái luôn. Giá sẽ là 60.000 cho các bác. Sản phẩm tiếp theo đó là bên shop về cho các bác là dòng sản phẩm đó là cái bông lúa vàng nhá. Các bác lên cho em là bông lúa vàng. Đấy thì một bó như này bao gồm cho các bác là 2 này, 4 này, 6 8 10 à. 2 4 6 8 10. Một bó này sẽ là 10 cành nhá. Lên cho em là bó lúa vàng, một bó này là 10 cành. Giá thì sẽ là 140.000. 140.000 cho một bó lúa vàng như này. Đó. Đây thì ở đây nó sẽ là 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 9 10. Rất là đẹp luôn. Màu thì màu vàng như này. Và các bác có thể là cắm vào thành bó này, hoặc là các bác có thể là cắm giải ra thành hàng được. Tại vì mỗi cái dây này của nó thì nó sẽ khoảng cách là khoảng 2-30 phân gì đấy. Thì nó sẽ có cái dây giãn nó như này. Thì các bác có thể cắm tách ra hoặc là cắm thành một bó để trên ban thờ này, phòng ban thờ rồi trang trí decor cũng rất là đẹp luôn. Đó, sân vườn, trang trí sân vườn, ban thờ, ban thần tài nhá. Lên cho em là bông lúa vàng, giá sẽ là 140.000 cho một bó như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái khò ga trắng nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con khò ga như này các bác này. Đấy, lên cho em là khò ga trắng. Giá sẽ là bao nhiêu nhỉ? 50.000 này. 50.000 cho một con khò ga trắng như này nhá. Giá sẽ là 50.000. Con này thì các bác dùng để mình khò ga rồi mình làm công nghiệp, hoặc là thui chân giò các thứ thì cũng rất là ok. Giá thì rất hợp lý, chỉ có cho các bác là một cái khò ga như này, giá chỉ có cho bác là 50.000 thôi. Lên cho em là khò ga trắng, giá sẽ là 50.000 nhá. Đó, 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá, bộ lưỡi kem. Lấy ghim bấm nó vào. Có ghim chưa? Bộ lưỡi kem thì sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một hộp như này. Bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi. 30 chiếc lưỡi nhá. Đấy, 30 chiếc lưỡi như này. Ở đây thì một vỉ này là 3 lưỡi, sẽ bao gồm cho các bác là 30 cái lưỡi như này. 30 lưỡi lưỡi kép nhá, gồm 2 lưỡi như này. Đấy, gồm 2 lưỡi kép này. 2 lưỡi kép và một vỉ
của nó là 30 nhân với lại 10 là 30 chiếc này. 3 nhân 10 là 30 này. Một bàn cạo này và một lọ kem như này. Giá chỉ có 60.000 thôi. Lên mã giúp em đó là bộ lưỡi kem, bộ lưỡi kem. Bộ lưỡi kem nhá. Bộ lưỡi kem giá của nó sẽ là 60k nhá. Giá cực rẻ luôn. Được 30 lưỡi liền, lại cả bàn cạo các thứ đầy đủ. Mua một lần các bác dùng cho cả năm luôn thôi nhá. Mua một lần dùng kem cả năm luôn, rất tiện ích. Bộ lưỡi kem. Tiếp theo thì em lên cho bác sản phẩm đó là cái giấy lau giày nhá. Lên mã giúp em đó là giấy lau giày đây. Đấy thì nó sẽ là một cái dòng giấy có sẵn xà bông rồi. Về nhà các bác chỉ việc là lấy ra là mình lau thôi. Đây, bóc qua này cho em này. Đó, và nó sẽ có sẵn cho các bác là xà bông thì biết hết rồi nhá. Có sẵn nước và xà bông như này. Đấy, ví dụ như là giày dép các bác này. Đấy, giày dép các bác đang bị bẩn này, các bác lau đi cho em. Đấy, lau đi cho em. Đấy. Cái xà bông nó sẽ thấm vào và nó sẽ sạch luôn nhá. Thì các bác không cần phải dùng qua giặt nữa. Mình giặt thì nó sẽ hỏng giày hỏng dép, nhưng mà mình chỉ cần lau đi nha chị em. Lau đi sau đó thì các bác để là nó khô là nó sẽ sáng bóng luôn nhá. Sáng bóng luôn, nó rất là tiện ích. Đấy. Ví dụ như cái này, các bác lau đi này. Đấy, lau đi là nó sẽ hết luôn nhá. Lau đi nó sẽ hết luôn. Đây nó tẩy cái mực ra này các bác này. Đấy, lau đi các bác cứ lau đi là nó sẽ hết luôn. Đấy, nó tẩy cái mực ra như này. Thì các bác lên mã giúp cho em đó là giấy lau giày nhá. Giấy lau giày. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 20.000 cho một bịch như này. 20.000 bịch như này và mua thì sẽ là 50.000 ba bịch nhá. 20k trên bịch như này và 50k trên ba bịch nhá. 50.000 trên ba. Đó. Được, ok. Chào các bác nhá. Hôm nay thì bên shop lại cập nhật các mã hàng thì em lại lên video tranh thủ gửi tới các bác. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên em lên cho bác trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho bác cái mũ này, thì em lên cái mã của nó sẽ là mũ ông già nhá. Đấy thì cái này nó gọi tên là như thế thôi, chứ còn là ông già rồi người trung tuổi cũng đều đội được hết. Đấy, và rất là ngon lành các bác này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái khuy như này, thì các bác có thể là mình đeo thì mình có thể mình thắt lên như này nhá. Thắt lên như này. Đó, mình có thể thắt lên như này, hoặc là các bác thả xuống cũng được, thả xuống cũng được, để mình đội nó rất là hợp lý cho các bác luôn. Ở đây thì nó sẽ một mũ thì nó sẽ kèm thêm cho các bác là một cái miếng khẩu trang như này các này, một cái miếng khẩu trang như này. Thì để nhà các bác về nhà khi các bác đeo thì nó sẽ có thêm cho các bác cái khẩu trang này nữa. Để các bác thắt vào đây cho em. Đây, thắt vào đây cho em này. Đấy, các bác thắt vào đây cho em. Thì nó sẽ là một cái khẩu trang để giúp cho các bác che mặt đằng trước nhá. Đấy. Mùa đông khi các bác đội này thì nó sẽ là vừa là che tai, vừa là che mồm, che mũi cho bác luôn, che mồm, che mũi luôn, rất là ngon này các bác này. Đó, thì nó sẽ có thêm một cái khẩu trang như này nữa. Thì các bác muốn đeo cả cái khẩu trang này thì đeo, mà không đeo thì thôi. Đấy, tùy theo. Và sản phẩm thì nó sẽ đi kèm như vậy rồi. Đây em sẽ đội thực tế cho bác xem luôn. Lên cho em là mũ ông già nhá. Giá của nó sẽ là 95.000 cho một con mũ. Đấy, em sẽ đội cho các bác xem này. Đấy. Đây. Đây nhá. Đó. Đấy, bình thường thì các bác đeo vào nó sẽ có cả khẩu trang như này nữa thì siêu ấm luôn nhá, siêu ấm luôn. Và cái quai này thì các bác thắt vào đây cho em này. Đó là nó sẽ kín mít luôn nhá, kín mít luôn. Rất ấm các bác này. Đấy. Độ như này thì miền Bắc mà mùa đông lạnh thì các bác đội vào cho em thì thôi chấm hết luôn. Đấy, chấm hết luôn, quá đẹp luôn các bác này. Đó. Ngoài ra thì các bác có thể bỏ cái khẩu trang này ra này. Bỏ khẩu trang này ra sau đó thì mình thắt lên như này. Thắt lên như này thì mình đội như một cái mũ phớt bình thường nhá. Hoặc các bác có thể thả này xuống này. Mùa đông các bác đội siêu ấm luôn nhá. Đấy. Chất liệu của nó thì bên trong của nó sẽ là bằng nhung này. Đấy. Nó sẽ là dạng nhung lông như này. Thì các bác đội vào thì nó rất là êm và ấm luôn. Đấy, nó sẽ là nhung lông như này nhá. Đấy, bên trong này của nó cũng là trần nhung hết này. Rất êm và ấm luôn. Và cái giá thì siêu hạt rẻ cho bác luôn, chỉ có 95.000 cho một cái mũ ông già như này thôi. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già. Giá của nó sẽ là 95.000. Đấy, một mũ và kèm theo một khẩu trang. Bình thường thì các bác có thể đội bình thường như này. Đấy, các bác gấp hết lên thì mình sẽ đội như một cái mũ bình thường thôi. Đội như một cái mũ phớt bình thường. Trời lạnh hoặc các bác đi ra ngoài thì mình sẽ thả cái phần quai này xuống. Rất là đẹp luôn. Lên mã giúp cho em đó là mũ ông già nhá. Mũ ông già giá sẽ là 95k. Đó. Lên cho em đó là mũ ông già này. Đó. Mũ ông già. Giá sẽ là 95k nhá. 95k cho một chiếc mũ ông già như này. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là cái đèn một cái mẫu đèn pin mới này, bên shop mới về nhá. Đấy. Thì các bác lên cho em cái đèn này, nó sẽ là đèn phễu này. Đấy, nó to và nó chỉ có một cái như cái đèn như cái phễu như này. Đấy, như một cái phễu như này thì các bác lên cho em là đèn phễu nhá. Đó, đèn phễu này.
Đấy, con này thì cũng dùng để đeo đầu và nó có 3 chế độ sáng này, sáng mạnh, sáng vừa và sáng yếu các bác nhá. Đó. Và con này thì sẽ có dây sạc cho các bác đây, dây sạc đây, và các bác có thể ngoắt nghéo như này rất là tiện luôn này. Đấy. Và đây nó sẽ có chế độ như này các bác này, có báo pin luôn, có báo pin các bác nhá. Đó, rất là tiện ích cho các bác sử dụng luôn. Đó, có báo pin cho các bác luôn nhá. Rất là ngon lành, có quai đeo như này, có quai đeo như này các bác đeo vào cho em. Đó. Con này thì pha của nó cũng khá là giỏi luôn nhá, pha của nó khá là giỏi luôn. Đó, và rất tiện ích. Các bác lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Giá của nó sẽ là 100.000 cho một con đèn phễu như này. Các bác lên cho em đèn phễu nhá. Con này thì giá của nó sẽ là giá siêu tốt cho bác luôn, 95.000 thôi. 95.000 cho một con đèn phễu như này nhá. Đấy, con này thì các bác lên tên cho em là đèn phễu. Giá của nó sẽ là 95k. Đó. Lên mã giúp cho em đó là đèn phễu nhá. Đó. Đèn phễu này. Giá của nó sẽ là 95k. Đấy, con này dùng để các bác đeo đầu rất là ok luôn. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho bác dòng sản phẩm đó là cái nến đỏ nhá. Nến đỏ các bác chỉ cần là bật cái công tắc này là nó sẽ lên thôi. Đó, rất là đẹp luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới bác cái giá rất là tốt nhá. Lên cho em là nến đỏ. Giá sẽ là 40.000 cho một cây nến như này. 40-45. 40.000 cho một cây nến như này các bác nhá. Đấy. Nó là một cái dạng là bằng chạy bằng pin, chạy bằng pin và nó có cái độ nhấp nháy như này. Nó như một cây nến thật luôn nhá, như một cây nến thật luôn. Giá thì sẽ là 45k cho một cây nến đỏ như này nhá. Đấy, các bác lên mã giúp cho em đó là nến đỏ nhá. Giá của nó sẽ là 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Đó, thì con này rất là tiện ích luôn. Đó. 45.000 cho một cây nến đỏ như này. Hàng thì rất đẹp các bác này, về nhà các bác có thể là đề co trang trí này, hoặc là các bác dùng để trên ban thờ cũng rất là đẹp luôn. Đấy, và nó sử dụng cái pin cúc áo nhá. Rất là dễ mua thôi, cái pin này các bác ra hiệu sách hết, các bác ra hiệu sách mua cho em 5.000 ba viên. Đó, rất là tiện ích để về mình thay tháo. Lên cho em là đèn đỏ nhá. À, nến đỏ nhá. Lên cho em là nến đỏ này. Nến đỏ, giá của nó sẽ là 45k nhá. 45k cho một cây nến đỏ như này. Giá chỉ có 45.000 thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là kia bộ hút nước rửa bát nhá. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một cái đầu vòi hút như này, một đầu vòi hút như này. Đó. Kèm thêm ống dẫn này, ống dẫn rồi dây dạ đầy đủ cho các bác luôn, có cả nắp xoáy vào các cái đầu can luôn nhá. Đấy. Giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này nhá. 70k. Lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát. Giá sẽ là 70.000 thôi. Giá cực kỳ đẹp cho các bác luôn. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là hút rửa bát nhá. Hút rửa bát này. Hút rửa bát giá sẽ là 70k cho một bộ như này. Hàng bằng inox cực kỳ chất lượng xịn sò luôn. Các bác này. Bát này có tác dụng gì đúng không? Nhưng mà sau một hồi gọt vạch thì mình phát hiện ra thì đây là cái chỗ để lắp những cái vòi mở rộng, những cái vòi hút dầu rửa bát như thế này, hoặc là những cái vòi của máy lọc nước. Quay lại với nhân vật chính thì như các bạn đã thấy, đây là một cái vòi hút dầu rửa bát. Mình đã dùng cái này thay thế cho cái chai dầu rửa bát mà có lẽ rất nhiều gia đình các bạn ở đây đang sử dụng, rất bẩn và rất là bất tiện. Thay vì mỗi lần rửa bát phải dùng một cái chai nhầy nhụa như thế này thì bây giờ bạn chỉ được ấn thôi. Nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng mà từ khi mình dùng mình cảm thấy nó rất là tiện. Mình không còn phải châm dầu rửa bát từ chai to và chai nhỏ nữa. Và ngoài ra cái chỗ để những cái chai dầu rửa bát trước kia nó rất là bẩn, bây giờ nó đã sạch sẽ hơn rồi. Ngoài ra cái vòi này cũng làm từ thép không tỉ nên các bạn không cần phải lo bị rỉ sét trong quá trình sử dụng đâu nhá. Tổng kết lại thì đây là món đồ rất là hữu ích mà chị em nội trợ không nên bỏ qua. Mình để sản phẩm rất là tiện luôn. Các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò từ cái lỗ vô dụng trên một rửa này nhé. Đầu tiên các bạn tìm cho mình một cái đầu vòi bơm của một lọ ấn kiểu như thế này, về gắn nó vào đầu bơm, xỏ ống qua cái lỗ bên trên bồn rửa, tiếp đến xỏ ống vào lọ nước rửa bát ở tủ bên dưới, vậy là xong. Như thế này lấy nước rửa bát đã đủ xịn sò chưa? Tên nó là cái gì đây? Bình thường tên các bạn lấy nước rửa bát như thế này, để tôi chỉ cho cách chế vòi lấy nước rửa bát xịn sò. Đó, rất tiện luôn, lên cho em là hút rửa bát nhá, hút rửa bát giá sẽ là 70.000 cho một cái bộ hút rửa bát như này. 70.000 cho cái hút rửa bát như này các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo thì hôm nay bên shop về cho bác một cái mã rất là mới, đó là cái chổi cọ bàn ghế nhá. Cái này thì các bác có thể là cọ bàn ghế này, cầu thang này, rồi nói chung là các cái vị trí mà sản phẩm bằng gỗ hoặc là các cái nền nhà khe khẽ đều cọ được hết nhá. Thì em lên cho các bác là chổi cọ bàn ghế nhá, chổi cọ bàn ghế. Thì đây, ví dụ như cái phần bàn ghế này, rồi ban thờ này, rồi nói chung là ở đâu cũng được, nó là một cái dòng chổi như này. Thì em lên tên là chổi cọ bàn ghế nhá. Các bác về các bác kỳ cọ bàn ghế, rồi nói chung là rất là đa di năng luôn. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý nhá. Lên cho em là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k. Đó, chổi cọ bàn ghế này. Chổi cọ bàn ghế nhá. Chổi cọ bàn ghế giá sẽ là 35k. 35k một chiếc nhá. 35.000 cho một chiếc như này thôi. Đấy, phần lông của nó thì chiều dài khoảng là gần 20cm và cái chiều rộng này khoảng 5cm. Rất là nhiều lông bằng cước như này thì khi các bác kỳ cọ nó rất là sạch luôn nhá. Đấy, các bác đánh cọ bàn ghế rồi
trên các cái khu vực như là rất là nhiều nơi các bác vệ sinh như cho em rất là tiện đấy, chỗ nào cần thì các bác cọ cho em nhé. Đấy thì em lên tên nó là chổi cọ bàn ghế, giá sẽ là 35k một chiếc nhá, 35 cành cho một chiếc như này, hàng cực kỳ cao cấp luôn, nội địa của Nhật các bác này đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá, chiều rộng của nó thì nó vào khoảng là gần 40 và chiều ngang thì gần 30 nhá. Đấy các bác chuyên để dùng thì mình để các cái phần ghế này các bác ngồi, mình ngồi cho nó êm đấy. Đấy thì con này nó sẽ là dạng dệt 5D theo kiểu than tổ ong như này, thì khi các bác ngồi này, ngồi xuống thì nó rất là mềm nhá. Các bác có thể để cả quả trứng ngồi lên cũng không vỡ đâu. Đó, rất là tiện ích luôn. Thì lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá, đệm ghế. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là bao nhiêu nhỉ? 80.000 à. 80.000 cho một cái đệm ghế như này, rất tiện ích luôn. Đấy và đây nó sẽ là một cái dạng vải thoáng khí nhá. Khi các bác ngồi vào thì nó rất là êm và thoáng khí này. Bên dưới thì có một lớp cao su non này và bên trên thì nó sẽ là một cái dòng vải dệt thoáng khí, các bác ngồi thì nó rất là êm ái và thoáng khí cho các bác, rất là tiện ích luôn. Và con này thì giá thì chỉ có 80k thôi, rất là tiện dụng thôi nhé, rất tiện dụng luôn. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhé, đệm ghế giá sẽ là 80.000 đó, đệm ghế giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. đấy em sẽ có video thực tế luôn đấy, rất là mềm luôn nhé, cho cả trứng ngồi lên không việc gì nhá. Đấy các bác thấy không, rất là ok luôn đó, rất tiện ích luôn. Đó, thì các bác có thể dùng để mình đây là cái nệm 3D thoáng khí, chất liệu của nó được làm từ silicon với thiết kế hai lớp dạng tổ ong, mình ngồi không có bị nóng hay là bí vùng mông, độ đàn hồi của nó thì không chê vào đâu được, ngồi từ ngày này qua tháng nọ cũng không bị biến dạng đâu nha. Bây giờ mang ra thử với trứng gà xem nào, người ta thử một trái nhưng mà kiên quyết ba trái luôn, cũng sợ nó bể lắm nhưng không sao, trứng vẫn còn nguyên vẹn nha. Cùng cha khác ông nội với cái nệm 3D thoáng khí này, là một cái nệm 3D thoáng khí đời đầu. Mẫu cũ này thì có một lớp thôi, so sánh thử thì Kiên thấy mẫu mới này nó đàn hồi tốt hơn và có độ dày đều hơn. Tóm lại thì Kiên thấy cái nệm 3D này dùng khá là ổn, êm ái cặp mông. Đấy, rất là ngon lành nha, giá thì chỉ có cho các bác là 80k thôi. Được. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kìm đa năng các bác nhá. Đấy. Các bác lên cho em là kìm đỏ đa năng này. Đấy, nó sẽ là màu xanh đỏ như này thì em gọi là kìm đỏ đa năng. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng các số hotline của bên em. Các bác lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ đa năng nhé. Đây nó sẽ làm con kìm hàng nội địa của Nhật cực kỳ cao cấp cho các bác luôn. Đây, Japan các bác này. Đó, hàng của Nhật thép CRV không gỉ này. Ở đây thì nó sẽ có kèm cho các bác là bấm cốt này, tuốt dây này, cắt này, vặn ốc này, rồi xoắn dây này, rồi nói chung là đa di năng luôn. Đấy, và con này ưu điểm của nó là nó có cái lò xo đẩy như này thì khi các bác dùng nó rất là tiện nhá. Và cái giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ nhá. Giá sẽ là 100.000 cho một con kìm đỏ như này thôi. 100k cho một con kìm đỏ như này. Con này thì rất là tiện ích luôn nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là kìm đỏ, giá sẽ là 100k nhá. Đấy, kìm đỏ này. Kìm đỏ, giá sẽ là 100k. 100k cho một chiếc kìm đỏ như này các bác nhá. 100.000. Đó. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho bác cái kéo cắt cành trên cao nhá, hàng nội địa của Nhật các bác này. Đấy, made in Japan nhá. Đây, hàng nội địa của Nhật made in Japan luôn. Đây các bác quan sát này. Đó, made in Japan, hàng nội địa của Nhật. Thì con này sẽ bao gồm cho các bác là một đầu kéo và một đầu cưa. Về nhà thì các bác lắp cả kéo cả cưa vào cho em là mình sử dụng thôi. Đây, lắp ráp thì như trên hình như này các bác này, lắp ráp như trên hình như này cho em, rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 130.000 thôi. Lên cho em là kéo cành trên cao nhá, kéo cành trên cao này, kéo cành trên cao, kéo cành trên cao này, kéo cành trên cao, giá sẽ là 130k. Đây em sẽ có cái video hướng dẫn cho các bác xem luôn cách lắp đặt và sử dụng luôn nhá. Giá chỉ có 130.000 thôi, hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đây các bác này. Đấy, các bác chỉ cần là lắp cho em cái cán vào thôi, sau đó thì mình cắt này. Nó rất là tiện luôn nhá. Đó. Lắp cán, lắp cưa vào là mình cắt thôi, rất là tiện luôn. Đấy, về nhà thì các bác tự lắp cán, lắp cưa vào. Cán thì mình có thể dùng bằng gỗ, bằng sắt, bằng thép, tùy theo. Đấy, mình có cán nào mình dùng cán đấy, lắp vào cho em, sau đó thì mình đưa vào là mình cắt thôi. Cành nào vừa phần cắt thì phần cắt, mà cành nào không cắt được thì các bác chuyển sang cưa nhá. Nó rất là tiện ích luôn. Đó. Rất tiện ích luôn. Đó. Lắp đặt cũng rất là đơn giản thôi, giá chỉ có 130.000 thôi nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo, đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái keo các bác nhá. Các bác lên cho em là băng dính hai mặt nhá. Đấy, nó sẽ là cái băng dính hai mặt như này. Đấy, băng dính trong hai mặt như này, rất là tiện ích luôn.
Các bác có thể dùng để mình dính ổ điện này, hoặc là dính các cái phần nào mà mình cần phải dính lên tường này, hoặc lên tủ, lên bàn, lên ghế đều được hết. Đấy thì các bác lên cho em là cái gì, cái này là cái gì nhỉ? Băng keo trong à? Lên cho em là keo trong hai mặt nhá. Đấy, băng keo trong hai mặt. Băng keo trong hai mặt nhá. Băng keo trong hai mặt giá sẽ là 25k cho một cái cuộn băng keo trong hai mặt như này. Về nhà thì các bác chỉ cần bóc ra, bản của nó thì vào khoảng là 2 phân rưỡi và chiều dài thì vào khoảng là 5m, các bác dùng thoải mái luôn. Một cuộn này các bác dùng còn lâu mới hết các bác nhá, và rất là tiện ích luôn. Thì các bác có thể dùng để dán ổ điện này và dán rất là nhiều chi tiết được. Băng keo trong hai mặt. Đây các bác nhá, mình có thể là dán ổ điện này rồi dán mọi thứ đều được đây các bác này. Đấy các bác theo, đây. Dán ổ điện, dán thảm này, rồi dán khung tranh này. Đấy, dùng các bác cho vào đâu cũng được, nó rất là tiện ích. Đấy, rất chắc chắn luôn. Thấy chưa? Nó rất tiện ích luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 25.000 cho một cuộn băng keo trong này thôi. Bóc ra thì nó không có vết nhá. Đấy, rất là tiện ích luôn. Lên cho em là băng keo trong hai mặt, giá sẽ là 25.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái dao Nhật này. Thì nó sẽ có cho các bác là các cái mẫu như sau. Đầu tiên là nó sẽ là bộ ba dao cán gỗ nhá. Thì bên shop bán nó sẽ như sau. Đấy. Đầu tiên là một con dao chặt này, hàng của thương hiệu Seki Japan này. Đó, Seki Japan này. Đấy. Giá thì con dao chặt này sẽ là 180.000. 180.000 cho một con dao chặt thế này. Đấy, các bác lên theo là dao chặt gỗ giá sẽ là 180.000 nhá. Hàng cực kỳ sắc bén này, chặt khá là dày luôn, dày khoảng là 2 ly nhá. 2 ly. Các bác có thể dùng để chặt xương trâu, xương bò này. Đấy, xương trâu, xương bò rồi chặt gà, chặt cá này. À con này vào khoảng là 5 ly các bác nhá. 5 ly rất là dày luôn. Đó, rất là dày các bác này. Đấy, rất là dày luôn. Cực kỳ là dày, chặt thì cực kỳ làm tay luôn. Con này thì giá sẽ là 180.000. Các bác lên theo là dao chặt gỗ nhá. Dao chặt gỗ 180.000 này. Tiếp theo thì sẽ là một con dao gọt gỗ này. Con dao gọt này thì sẽ là 40k nhá. 40k cho một con dao gọt như này nhá. 40.000 một con dao gọt như này. Tiếp theo là đến một con dao Thái này. Thái của thương hiệu Asaka này. Đấy, con này thì giá của nó sẽ là 80k nhá. 80k. Con này thì lên cho em là Thái gỗ nhá. Thái gỗ, giá sẽ là 80.000. Còn con này là gọt gỗ 40.000. Đấy, nếu các bác mua combo thì bên em bán là 3 con như này thì lên cho em là bộ 3 dao cán gỗ giá chỉ có 260.000 thôi. Bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 260.000 cho một cái bộ 3 con dao cán gỗ như này. Giá rất hợp lý cho bác luôn. Chỉ có 260.000 thôi. Tiếp theo thì em lên cho bác cái con dao của thương hiệu Wattbull nhá. Dòng này thì nó sẽ là dòng cao cấp hơn một chút. Cầm cho anh cái con G2 này. Đấy. Con này thì nó sẽ là dòng siêu bén rồi. Của thương hiệu Wattbull, hàng mới tinh, nguyên đai nguyên kiện như này. Đó, và nó sẽ có cho các bác là một con dao, nó có một con mũi nhọn và một con mũi vuông nhá. Đấy, thì bên em gọi nó sẽ là dao mũi nhọn và dao mũi vuông. Con này thì nó sẽ là dòng mũi vuông này. Đấy, cái mũi nó vuông như này thì em gọi nó là mũi vuông. Hàng này thì khỏi phải bàn về độ bén rồi. 180.000 cho một con như này. Khỏi test giấy luôn. Cắt giấy bóng như này là các bác biết rồi nhá. Đấy, dao mà dọc được giấy bóng như này là không phải dao nào cũng dọc được đâu các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Còn dọc giấy thì quá là bình thường rồi. Con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Con này là dao vuông. Giá sẽ là 180.000. Còn đây em sẽ có thêm một con này nhọn nữa này, con nhọn nữa. Chiều dài của dao thì nó đều là vào khoảng là 30cm nhá. Nó đều là vào khoảng 30cm. Thì rất là tiện cho các bác dùng để thái. Rất là thái, thái thì rất là vừa tay luôn. Và thép của nó là thép không gỉ nhá, thép không gỉ. Đây, con này thì mũi nó nhọn như này. Cho nên là bên em sẽ lên là dao mũi nhọn này, 175.000. 175.000 con này các bác nhá. Đấy. Hàng này thì về độ bén thì khỏi phải bàn rồi các bác này. Đó. Rất là bén luôn các bác này. Đấy, rất bén luôn. Dọc giấy các bác này. Đó. Dùng cẩn thận đứt tay cho em nhá. Đó. Thương hiệu Wattbull này, Japan này, thép không gỉ này. Đấy, Chromava này 18 này. Thép này là thép ác ôn luôn. Thì con này nó sẽ là dao mũi nhọn nhá. Con dao mũi nhọn này sẽ là 175.000. Đấy, con này thì các bác lên cho em là dao mũi nhọn này. Đấy. Dao mũi nhọn sẽ là 175.000. Dao mũi nhọn này. Dao mũi nhọn 175k. 175k nhá. Đó. Còn con này thì các bác lên cho em là dao vuông nhá. Dao vuông giá sẽ là 180.000. Dao vuông 180.000 nhá. Dao vuông nhá. Đấy. Dao vuông này. Đấy, 180k. Mua hai con này thì bên shop sẽ thanh lý cho các bác giá là 350.000 và bao ship nhá. 350.000 và bao ship cho hai con như này.
Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái bộ V46 nhá. Bộ này bao gồm cho các bác là khoảng là 46 chi tiết. Đấy, V46 như này. Bao gồm cho các bác khoảng 46 chi tiết tất cả này. Đấy. To nhỏ lớn bé, lục giác ba khe, tròn mũi khế đầy đủ cho các bác luôn. Đó, bao gồm cho các bác là 46 chi tiết thì sẽ có cho các bác là vào khoảng là 20 đầu khẩu này. 20 đầu vít này. Đấy, nó sẽ khoảng 20 đầu vít như này. Rồi khẩu từ 4 đến 14 này. Đấy, các đầu khẩu từ 4 đến 14 cho em. Đầy đủ cho bác luôn. Đó. Và một tay công, một tay nối dài và các cái đầu vít chi tiết như này. Đấy. Đây nó sẽ là một tay công như này nhá, một tay công như này. Thì các bác có thể lắp trực tiếp vào trong cái khẩu này các bác sử dụng này. Con này có xoáy nhanh, có đảo chiều luôn. Hoặc các bác có thể lắp cái những cái đầu vít này vào này. Đấy. Lắp những cái đầu vít này vào chưa? Đấy, lắp những cái đầu vít này vào mình sử dụng này. Đấy, sử dụng để bắt vít này, rất là tiện luôn nhá. Hàng có xoáy nhanh, có đảo chiều nhá. Ngoài ra thì các bác không dùng cái con tay công này thì các bác có thể dùng trực tiếp cái con này cho em này. Đấy, lắp con này vào cho em. Đó, để mình sử dụng mình xoáy vít này. Xoáy vít hoặc xoáy công cũng đều rất là được luôn. Đó. Giá thì một cái bộ V46 chi tiết như này giá chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. 160.000 cho một cái bộ như này nhá. Giá quá hợp lý cho các bác luôn. Lên cho em là V46 nhá. Có cả cái tay lắt léo như này này, tay lắt léo này. Rồi có các cái tay công như này luôn. Nói chung là con này thì giá rất hợp lý cho bác rồi. Chỉ có cho các bác là 160.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là V46 nhá. Đầy đủ đựng trong cái hộp mà nhựa như này. Về nhà các bác chỉ việc sử dụng thôi. Giá quá hạt rẻ luôn. V46 giá sẽ là 160.000 nhá. 160.000 cho bộ V46 như này. Giá siêu hợp lý cho các bác luôn. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác sản phẩm đó là cái túi đựng rác nhá. Đấy, các bác lên cho em là túi đựng rác này. Đấy, một bịch này của nó thì sẽ là 100 chiếc nhá. Bịch này của nó là 100 chiếc và kích thước của nó thì sẽ là 45. Đấy, 45 nhân với lại 45 nhân 50. Đấy. 45 x 50 và một bịch là 100 chiếc. Đấy, về nhà thì các bác nó có dập sẵn cái đường như này rồi. Dập sẵn cái đường này này. Đấy, nó sẽ dập sẵn như này cho các bác này. Các bác chỉ cần là xé cho em theo cái đường dập như này. Đó, sau đó thì mình về mình mở ra là mình bỏ rác vào đây cho em này. Đấy, mở ra mình bỏ rác vào đây cho em thôi. Bỏ rác vào đây. Sau đó khi mình đi đổ thì mình chỉ cần là cầm tay rút cái quai này cho em này. Đấy. Rút hai cái quai này là nó sẽ đổ được các bác này. Đấy, ở đây nó sẽ có quai rút như này. Rất tiện ích luôn nhá. Đấy, con này thì chịu nhiệt rất là tốt luôn, giấy thì siêu mỏng nhưng lại rất là dai. Mỏng dai, chịu nhiệt tốt. Giá thì chỉ có cho các bác là 50.000 cho một quận như này thôi. 50.000 cho một cái quận túi rác như này. Đấy, lên theo là túi rác giá sẽ là 50.000 nhá. Đấy, lên theo là túi rác này. Túi rác giá sẽ là 50.000 nhá. Và một bịch này của nó là 100 chiếc luôn. Thoải mái cho các bác sử dụng đây. Một bịch của nó hẳn 100 cái như này. Tha hồ thoải mái sử dụng luôn. Đấy, con này các bác đổ cả nước nóng và cũng rất là ok. Giá rất hợp lý cho các bác, chỉ có cho các bác là đi 50.000 cho một bịch 100 cái, tính ra vào chỉ có 500 con một chiếc này thôi. Đấy, 100 cái này rằng ngày dùng một cái là 3 tháng mới hết một bịch nhá. Thì tính ra là 50.000 mà trong vòng 3 tháng quá rẻ luôn các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đầu chuyển cưa nhá. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc là hàng gửi đến các bác bom hàng nhá. Đơn hàng từ 200.000 trở lên bên em sẽ bao ship. Đây thì nó sẽ là bao gồm là một cái đầu như này, một cái đầu như này và một tay công và có cho các bác là ba cái lưỡi, các bác lắp cái đầu lưỡi vào đây xem. Đấy thì khi mà các bác dùng là nó sẽ xoay như này thì nó sẽ giúp cho các bác là đẩy cái lưỡi cưa lên xuống để mình giúp mình cưa sắt, cưa thép, cưa gỗ đều được hết. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa. Giá thì chỉ có 80.000 cho một cái đầu chuyển cưa như này thôi. Đấy. Các bác có thể lắp vào máy khoan pin, máy khoan tay nhá để các bác cắt như này rất là tiện này. Đấy. Con này thì nó thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Đấy, các bác có thể cắt gỗ này hoặc là cắt sắt hoặc cắt ống nước đều được. Nhưng mà con này thì thiên về cắt gỗ nhiều hơn. Nhà các bác có máy khoan, máy cưa các bác đưa vào cho em. Đấy, sử dụng rất là đơn giản, gọn nhẹ và rất là tiện ích này. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa nhá. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là đầu chuyển cưa này, giá sẽ là 80.000 này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái dòng sản phẩm đó là cái bóng đèn các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá, đèn 4 cánh mini. Con này thì nó sẽ là dòng mini thôi. Và cái công suất của nó thì con này thì các bác lên cho em là đèn 4 cánh mini nhá. Con này thì nó rất là nhỏ thôi. Đấy, và nó sử dụng là mở ra như này và nó bằng dạng là LED nhá, LED các bác. Đấy, nó là dạng LED. Thì đây, em sẽ bật thử cho các bác xem. Con này thì giá cũng khá là hợp lý thôi. Giá chỉ có vài chục nghìn thôi. Công suất của nó sẽ là 28W đấy nhá. 28W khá là sáng luôn đấy các bạn. Đấy, các bạn thấy không? Đây, rất sáng luôn. 28W nhưng mà rất là nhỏ gọn.
rất là nhỏ gọn các bác này, bật lên thì cũng là sáng chói chang luôn, các bác thấy không chưa? Đó, rất sáng nhá. Đây. Đấy, các bác thấy không? Rất sáng này. Đấy, và nó sẽ có 4 cánh như này. Công suất của nó là 28W, rất là chắc chắn các bạn, rất chắc chắn luôn. Và con này thì nó là dòng siêu sáng đấy. Nhỏ nhưng mà lại có võ, 28W các bác nhá. Đấy, 1 2 3 4 cánh và một cái bên trong như này. Sáng trắng luôn đấy các bạn. Đấy, các bác dùng thì nó rất là tiện. Mình dùng để sử dụng các cái công việc, ví dụ như là các bác có thể dùng để mình để bàn đọc sách này, hoặc là dùng để ăn cơm ăn nước, hoặc nói chung là các cái khu vực nào các bác cần cái độ sáng tương đối. Đấy, không sáng quá và cũng không quá yếu thì dùng con này chị em. Công suất của nó sẽ là đây. Đấy, em để lại tí nữa cho các bác xem nhá. Đó. Khá là sáng đấy các bạn. Đấy, nó mini thôi. Cái đường cánh của nó khi mà mở ra thì nó vào khoảng là 20 cm nhá. Đấy, khi mà mở ra thì nó vào 20 cm như này. Đó, rất là sáng luôn. Hàng thì dày dẫn chắc chắn nhá. Công suất mặc định của nó là 28W. 28W các bác nhá. Đó, 28W sử dụng điện 220V. Đây, rất nhỏ gọn như này. Lên mã giúp cho em đó là đèn 4 cánh mini nhá. Đấy, đèn 4 cánh mini. Đấy, lên cho em là bóng 4 cánh nhá, bóng 4 cánh. Bóng 4 cánh mini này. 4 cánh mini nó rất là nhỏ nhá. Rất là nhỏ, khi mở ra thì nó vào khoảng là 20 cm thôi, còn khi để nhỏ nó trong lòng bàn tay như này thôi. 4 cánh mini nhá. Giá sẽ là 40k nhá. 40k cho một cái con bóng 4 cánh mini như này. Đấy. Đèn 4 cánh mini như này các bác nhá. Rất là nhỏ này. Khi mở ra thì nó vào khoảng là 20 cm nhá. Con này thì rất tiện ích luôn và khá là sáng nhá. Đấy. Lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini, 4 cánh mini giá sẽ là 40.000, 40.000 một chiếc như này. Rất nhỏ gọn thôi. Các bác dùng nó rất là tiện, thay cho những cái quả bóng bình thường ở nhà mình thôi, chứ không có cái gì là cầu kỳ cả. Giá thì chỉ có cho các bác là 40k nhá. 40k một chiếc, lên cho em là bóng đèn 4 cánh mini. Đó, sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là kia vòi tưới cây tăng áp nhá, vòi đồng tưới cây tăng áp. Thì bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một đầu vòi như này. Đấy, có điều chỉnh tăng giảm áp lực nước và có cho các bác là ba cái cút nối như này. Vòi tưới cây tăng áp giá sẽ là, lên cho em là vòi đồng tăng áp nhá, vòi đồng tăng áp giá sẽ là 50.000, 50k cho một con vòi đồng tăng áp như này, một đầu vòi ba cút nối như này, rất tiện ích luôn. Để các bác có thể mình sử dụng nó rất là tiện ích. Đấy, các bác có thể điều chỉnh nha, để mình rửa này, xịt rửa này, tưới cây này, rửa xe này, rất là tiện luôn nhá. Đó. Tưới cây, rửa xe đều rất là tiện và có đầu vòi như này các bác có thể điều chỉnh này. Đóng ngắt trực tiếp được luôn, chỉ cần lắp vào là xong. Đó, bình thường thì như cái này của họ bán là nó không có đầu cút nối nhá. Đấy, còn bên em bán là có cút nối cho các bác luôn. Có thể điều chỉnh giúp tăng giảm áp lực nước rất là tốt. Lên cho em là đầu vòi vòi đồng tăng áp, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50.000 nhé, 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là cái bạt phủ xe nhé. Đây nó sẽ làm cái bạt như này. Đấy, chiều dài của nó là 1m và chiều dài là 2m, chiều rộng cũng là 2m và các bác có thể chùm lên cho một cái xe máy rất là tiện luôn. Phủ xe máy, xe đạp đều ok hết nhá. Lên cho em là bạt phủ xe này. Bạt phủ xe, giá của nó sẽ là 50k một chiếc nhá. 50.000, chất liệu của nó là vải bạt nhá. Vải bạt cho nên là dùng rất là bền. Các bác này, đấy, khi các bác dở ra chùm lên cho em. Đó, nó sẽ chùm kín được cho các bác luôn, nó rất là tiện ích nhá. Đó, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Đây, khi nó chùm lên nó sẽ chùm hết lên như này các bác này. Rất tiện ích luôn đây. Đấy, đây nhá. Một con xe như này. Các bác dở ra cho em là mình chùm lên này. Rất đẹp, rất tiện ích luôn. Mưa gió rồi nói chung là nắng này, mưa nắng đều phủ được hết nhá. Rất tiện ích luôn. Xe tay ga, xe to, xe nhỏ đều vừa hết nhá. Đấy, trời mưa trời nắng các bác chỉ cần phủ lên cho em như này thôi. Khi mình ngồi thì nó sẽ không bị nóng này, và khi mình sử dụng thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy, che mưa che nắng cực tốt luôn. Lên cho em là bạt phủ xe, giá sẽ là 50.000. Sản phẩm tiếp theo đó là nay bên shop tiếp tục về cho các bác sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, khi các bác nhận được hàng thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một phao này, một phao như này. Đấy, một phao kèm cho các bác là một cái đầu vòi để điều chỉnh đầu nước ra này. Và có cho các bác là một cuộn băng keo luôn. Giá thì sẽ là 60.000 cho một cái bộ phao nước như này. Đấy, 60.000 cho bộ phao nước như này. Nó sẽ là dòng phao cơ. Đấy, ngắt tự động khi mà nước tràn lên, ngập phao 1cm thì nó sẽ ngắt nhá. Lên cho em là phao nước nhá. Phao nước giá sẽ là 60k nhá. Đang bán 70.000, giá đợt này về cho bác 60.000 một cái phao nước như này. Rất tiện ích luôn. Đây các bác này. Đó. Các bác chỉ cần là thả vào như này thôi, nước nó lên là nó sẽ tự ngập lên một phân là nó sẽ tự ngắt nhá. Đấy, coi theo. Ngắt luôn. Bỏ ra nó chảy này. Rất là tiện ích luôn.
không phải dùng những cái phao truyền thống nó rất là bất tiện. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 những cái phao nước như này thôi. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái dòng sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đấy, nó sẽ là bằng dòng cao su như này. Đấy, dòng cao su dệt than tổ ong hai lớp như này. Khi các bác ngồi thì cực kỳ là êm và thoáng khí này. Đấy, êm thoáng khí. Bác nào mà hay ngồi văn phòng này, hay là bị bệnh trĩ này, hoặc là hay ngồi làm việc lâu đấy, gây nhức mỏi, thì các bác dùng cái này cho em. Rất là tiện ích luôn. Giá chỉ có 80.000 cho một con đệm ghế như này thôi. Dùng để mình ngồi thì nó rất là êm ái. Và bên ngoài của nó thì nó sẽ là một cái dạng vải dệt thoáng khí nhá. Vải dệt thoáng khí. Và bên lớp, một mặt là để lớp cao su non như này, các bác ngồi cho nó khỏi bị trơn trượt này. Mặt trên thì dệt thoáng khí rất là êm luôn. Đấy, các bác ngồi nó có cái độ đàn hồi. Kể cả các bác để cả quả trứng lên đây ngồi nó cũng không bị vỡ đâu. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế. Giá sẽ là 80.000 đó. Lên mã giúp cho em đó là đệm ghế nhá. Đấy, đệm ghế giá sẽ là 80k đó. Đệm ghế này giá sẽ là 80k cho một cái đệm ghế như này nhá, 80.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái cân các bác nhá. Lên mã giúp cho em đó là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe hoặc là cân người đều được. Đấy, thì ở đây nó sẽ kèm cho các bác, kèm cho các bác một viên pin luôn. Đấy, đây. Đấy, nó sẽ là hàng cân của Nhật như này, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Con này thì cân được tối đa lên tới 180 cân nhá, 180 cân. Đó. Và nó sẽ kèm cho các bác một đôi pin như này, về nhà các bác lắp pin vào cho em. Lắp pin vào là mình cân thôi, nó rất là tiện này. Các bác lắp pin vào cho em. Đây thì họ đã có sẵn pin cho anh em các bác rồi. Đấy, lắp pin vào cho em là mình sử dụng này. Đó, đây. Con này thì nó sẽ có cho các bác là cân nặng và cập nhật luôn cả nhiệt độ luôn nhá. Cập nhật nhiệt độ luôn. Để em thử cân xem tình hình sức khỏe và cân nặng của chủ shop tính như nào các bác nhá. Đó, đây. Cân nặng của em bây giờ đang là 65,9 kg nhá. Đấy, tức là vào 66 cân. 66 cân thì như vậy là cân của em đang có dấu hiệu giảm cân nhá. Đấy, đang có dấu hiệu giảm nhẹ. Đó, trước em đang là 67, 68, 68, 69. Đấy, và bây giờ còn là đi này. Đấy, để em cân lại cho bác xem. Đó. Đây, 65,9, tức là bây giờ em là còn có 66 cân thôi. Đấy, 66 cân. Bình thường là 68 cân, giảm được 2 kg thôi nhá. Đấy, thì các bác lên cho em là cân người nhá, cân người. Lên cho em là cân người hoặc là cân sức khỏe cũng được. Lên cho em là cân người đi, con này chuyên để cân người mà. Cân người, giá thì đợt này về cho bác giá tốt luôn. Các bác lên cho em là cân sức khỏe nhá. Đấy, cân sức khỏe. Giá của nó sẽ là 100k nhá, 100k cho cái cân sức khỏe như này. Rồi, ok.